Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 54. Tần Bất Phàm lắc đầu, nói. Chỉ cần là huyền giả nghịch chủng, bọn họ đều sẽ không bỏ qua, bởi vì một khi chúng ta trưởng thành lên, bọn họ sẽ phải trả cái giá rất đắt. Dương Diệp nói. Có thế chứ, bất kể như thế nào bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, nói cách khác, bọn họ sẽ tiếp tục phái cường giả đuổi giết ngươi. Cho dù bây giờ không có, nhưng sau đó cũng nhất định sẽ làm. Nếu đã là cục diện không chết không dừng, vậy vì sao chúng ta phải cứ luôn bị động, không thể chủ động? Tần Bất Phàm nói. Ngươi không đi qua thánh địa nên không biết nơi nào đáng sợ thế nào. Trước đây, nếu không phải ta đánh bất ngờ, căn bản không có khả năng chạy thoát được. Ngươi cũng biết, lúc ta vừa đi ra, có ít nhất mấy chục ý thức của bán thánh đang điên cuồng đuổi đờ ta. Nếu như không phải ta có chút pháp môn đặc biệt, ta căn bản không có khả năng trốn được. Hơn 10 vị bán thánh. Thần sắc Dương Diệp nghiêm trọng, một lát sau, hắn cười lạnh, nói. Vậy thì tính sao, chúng ta lại không phải đi tới trước mặt, một đấu một với bọn họ. Ngươi muốn giở thủ đoạn sau lưng sao? Tần Bất Phàm nói. Dương Diệp nói. Không có gì là giở thủ đoạn sau lưng hay không cả, chỉ cần có thể giết người thánh địa là được. Ngươi thấy thế nào? Tần Bất Phàm im lặng một lát, sau đó nói. Ngươi thật sự muốn đi sao? Ngươi xem ta giống như đang đùa giỡn với ngươi sao? Dương Diệp nói. Được, ta sẽ đi cùng. Ngươi tính bao giờ sẽ đi? Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Một tháng sau. Được, một tháng sau ta sẽ tới tìm ngươi. Tần Bất Phàm nói xong lại muốn rời đi, đột nhiên hắn nói. Ngươi cũng biết. Người làm vậy là đang cấu kết cùng huyền giả nghịch chủng chứ? Ta không cấu kết với ngươi, thánh địa sẽ bỏ qua cho ta sao? Dương Diệp khẽ nói. Tần Bất Phàm có phần sững sờ, sau đó lập tức cười nói. Thật thú vị, thật thú vị. Trong thế giới này, ngươi là người đầu tiên khiến ta nhìn thuận mắt đấy, ha ha. Tiếng cười vừa dứt, Tần Bất Phàm đã biến mất. Tìm cho ta một chỗ yên tĩnh. Sau khi Tần Bất Phàm rời đi, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Đinh Thược Dược bên cạnh. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Ở trong một tòa hành cung của Đinh Thược Dược, hai mắt Dương Diệp khép hờ, sau đó chui vào trong Hồng Mông Tháp. Đây rốt cuộc là đâu vậy? Đây là nơi nào, ngươi? Dương Diệp mới vừa vào bên trong Hồng Mông Tháp, một giọng nói đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ đã vang lên ở bên tai Dương Diệp. Người phát ra tiếng thét chói tai này chính là người đàn ông áo đen kia. Lúc này tình cảnh của hắn có chút thê thảm, bị hơn 10 thanh kiếm ghim chặt trên mặt đất, không có cách nào cử động. Trên mặt hắn ngoại trừ đau đớn dữ dội, còn có chấn động cùng không thể hiểu được thế giới đang hiện ra trước mặt mình. Sở dĩ hắn kinh ngạc, là bởi vì hắn đã từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng thấy thế giới nào lại xuất hiện ở bên trong cơ thể, cho dù là ở thế giới trước kia của hắn cũng vậy. Không, phải nói là chuyện này căn bản hoàn toàn không có khả năng xuất hiện mới đúng. Nhưng vấn đề là bây giờ nó lại xuất hiện. Dương Diệp đi tới trước mặt người đàn ông áo đen, sau đó nắm tóc hắn kéo giống như kéo một con chó chết tới luyện đan lâu. Ngươi cũng dám làm vậy với ta à? Ngươi! Người đàn ông áo đen còn chưa nói xong, Dương Diệp lại đá vào trong miệng hắn, làm cho hắn phải nuốt lời định nói xuống. Ta không có hứng thú nói nhảm với ngươi, im lặng cho ta. Dương Diệp lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông áo đen. Sau đó kéo theo hắn đi tới trước lò luyện đan, nhìn ngọn lửa bên trong lò luyện đan, nói. Ta thừa nhận, ta không giết chết được người, cũng thừa nhận ngoại trừ đánh ngươi ra, cũng không có cách gì để bắt ngươi. Ha ha, cho dù là cường giả cảnh giới thánh giả vẫn không có cách nào giết được ta, chỉ dựa vào người sao. Người đàn ông áo đen cười không chút kiêng kỵ, trong mắt còn có vẻ khiêu khích. Dương Diệp khẽ gật đầu, nhấc người đàn ông áo đen lên. Chỉ vào ngọn lửa bên trong lò luyện đan này, nói. Đây là cách cuối cùng của ta rồi, nếu như lần này người còn không chết, ta chỉ có thể nói, ta thật sự bội phục sức sống của huyền giả nghịch chủng các ngươi quá mạnh mẽ. Hắn không biết ngọn lửa trong đó là tồn tại thế nào, nhưng hắn biết rõ, cho đến bây giờ, đó là ngọn lửa khủng khiếp nhất mà hắn từng thấy, dù sao hắn cũng không dám tới gần. Người đàn ông áo đen vốn muốn châm chọc thế giới này không có bất kỳ lực lượng có thể loại bỏ được hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy ngọn lửa kia, gương mặt lập tức thay đổi. Kinh hãi vô cùng xuất hiện ở trong mắt hắn. Tiếp theo, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy,
run rẩy kịch liệt giống như sốt vậy. Dương Diệp khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mặc dù người đàn ông áo đen là kẻ địch của hắn, nhưng chí ít người này vẫn phải có khí phách, tuyệt đối không phải loại người tham sống sợ chết, nếu không trước sao có thể không cầu xin câu nào. Nhưng bây giờ, người này lại có bộ dạng như vậy. Ngọn lửa này là tồn tại thế nào vậy? Sao có thể như vậy được? Sao nó có thể xuất hiện ở đây? Sao có thể như vậy được? Sao có thể như vậy được? Người đàn ông áo đen giống như phát điên, trong nháy mắt lại trở nên không bình thường. Đột nhiên, trên mặt hắn xuất hiện một tia hưng phấn cùng kích động khác thường, nói. Lục Đinh Thần Hỏa, một trong bốn thiên hỏa lớn, được gọi là không có gì không đốt được. Ngọn lửa này nhất định có thể bị phá hủy hạt giống ấn ký trong cơ thể ta. 15 vạn năm, 10 vạn năm rồi, chỉ vì tìm kiếm một cái tháp nát, chúng ta đã vượt qua rất nhiều tinh vực, rất nhiều thế giới thần bí, chịu đau khổ rất nhiều ngày đêm, hiện tại, cuối cùng có thể giải được, ha ha. Nói xong, người đàn ông áo đen đột nhiên tung người nhảy vào trong lò luyện đan này. Ở trong ánh mắt nghiêm trọng của Dương Diệp, người đàn ông áo đen nổ mạnh, sau đó hóa thành hư vô. Tiếp theo, đồng tử của Dương Diệp co lại, bởi vì vào giây phút cơ thể của người đàn ông áo đen nổ tung, một con sâu màu đen rất nhỏ xuất hiện ở trong ngọn lửa này. Con sâu màu đen chỉ lớn bằng ngón cái, nhưng Dương Diệp lại cảm thấy rất kiêng kỵ, 10 kiếm ý tầng 2 điên cuồng tuôn ra, hình thành một tấm lá chắn kiếm ý chắn ở trước mặt hắn. Sau khi con sâu màu đen xuất hiện, tản ra một khí tức tà ác lại cực kỳ khủng khiếp, khí tức này làm cho cả thân hắn thấy lạnh lẽo. Nói đơn giản một chút chính là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn tiếp xúc với con sâu này, hắn chắc chắn phải chết. Ở trong ngọn lửa này, con sâu màu đen không lập tức bị thiêu chết, mà không ngừng xoay chuyển. Gào! Đột nhiên, con sâu này mở miệng gầm lên giận dữ, cả lò luyện đan chấn động mạnh. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi, lùi lại mấy trượng. Cũng may con sâu này không thoát ra được, mà giãy giụa. Sau đó bị đốt thành hư vô giống như người đàn ông áo đen kia vậy. Dương Diệp đứng yên, chờ sau khi xác định con sâu màu đen cùng người đàn ông áo đen trong lò luyện đan kia đã hoàn toàn biến mất, lúc này hắn mới thu lại kiếm ý, sau đó đi tới cách lò luyện đan một trường. Nhìn ngọn lửa trong lò lửa, trong mắt Dương Diệp đầy nghi ngờ cùng nghiêm trọng, nói. Đây rốt cuộc là tồn tại gì vậy? Còn nữa, lúc trước hắn nói tìm kiếm một tháp mười mấy vạn năm. Tháp à? Chẳng lẽ hắn đang tìm kiếm hồng mông tháp của mình? Chẳng lẽ những huyền giả nghịch chủng này đến từ chỗ của tiểu thất hà? Vẻ mặt Dương Diệp dần dần nghiêm trọng hơn, bởi vì nếu như những huyền giả nghịch chủng thật sự tới đây để tìm kiếm hồng mông tháp, vậy có cái hắn lại có phiền toái lớn. Từ những lời người đàn ông áo đen đã nói trước đó, hắn đại khái suy đoán được, những huyền giả nghịch chủng chắc được người khác chỉ điểm, phải nói là bị người khác ép tới đây. Huyền giả nghịch chủng đã khủng khiếp như vậy. Người có thể sai khiến bọn họ lại phải khủng khiếp tới mức nào? Hắn từng nghĩ, liệu những huyền giả nghịch chủng có phải là do chủ nhân trước đây của Hồng Mông Tháp phái tới không? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy, những huyền giả nghịch chủng không thể nào là do lão nhân kia phái tới được. Lão nhân kia cho cảm giác của hắn là chính trực, cảm giác rất thoải mái, nhưng con sâu này lại cho hắn cảm giác hoàn toàn khác. Nói cách khác, những huyền giả nghịch chủng có thể là người của một nhóm thế lực khác. Bây giờ hắn có được Hồng Mông Tháp, người của nhóm thế lực kia muốn Hồng Mông Tháp, nói cách khác, hắn tự nhiên lại trêu chọc một kẻ địch mạnh mẽ mà hắn căn bản không có cách nào tưởng tượng được. Nếu giao Hồng Mông Tháp ra, hắn sẽ không có kẻ địch này. Nhưng vấn đề là bản thân hắn còn không có cách nào khống chế được tháp này, vậy giao ra thế nào? Còn nữa, cho dù có thể khống chế, hắn cũng sẽ không giao. Kẻ địch mạnh mẽ chính là động lực để hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đột nhiên, Dương Diệp nhíu mày, sau đó cơ thể thoảng di chuyển tới bên ngoài đan lâu. Chẳng biết từ lúc nào, An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên ngoài đan lâu. Ở đây vừa phát sinh vụ nổ, cho nên ta đến xem thử. An Nam Tĩnh giải thích. Dương Diệp nói, ta không có gì phải giữ bí mật với nàng cả, nàng không cần giải thích. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Vết thương bên trong cơ thể nàng thế nào? Dương Diệp nói. An Nam Tĩnh nói. Đã gần như khôi phục lại rồi, chẳng qua là một ít nguy cơ lúc trước vẫn tồn tại, cho nên trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn tìm cách bù đắp. Có thể làm được sao? Dương Diệp nhíu mày.
An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, nói. Có thể, chẳng qua là cần một ít thời gian thôi. Dương Diệp nói. Trong khoảng thời gian này, nàng cứ ở lại chỗ này cố gắng tĩnh dưỡng. Chuyện của An gia, ta sẽ cho người xử lý tốt, nàng đừng lo lắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. An Nam Tĩnh im lặng một lát, sau đó nhìn Dương Diệp nói. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết rõ ràng, ta không thể yên tâm được. Dương Diệp. Quốc sư, một. Dương Diệp im lặng, An Nam Tĩnh cứ nhìn hắn như vậy. Bởi vì hắn không gật đầu, cho nên An Nam Tĩnh không nói tiếp. Một lát sau, Dương Diệp nói. Lẽ nào nàng không cảm giác được sao? Trong mắt An Nam Tĩnh rõ ràng có chút dao động, nàng nhìn Dương Diệp gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nàng đã không cần phải hỏi nữa, bởi vì nàng đã biết đáp án. Nhìn bóng lưng của An Nam Tĩnh biến mất ở phía xa, Dương Diệp im lặng một lát, sau đó xoay người đi vào đan lâu. Ánh mắt hắn tập trung vào ngọn lửa trong lò luyện đan này này. Không hề nghi ngờ, ngọn lửa này tuyệt đối mạnh hơn U Minh Quỷ Hỏa, nếu như có thể khống chế ngọn lửa này, đây tuyệt đối là một sát khí lớn. Trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ này, hắn lại lắc đầu, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, rời khỏi Hồng Mông Tháp. Hắn không biết ngọn lửa kia rốt cuộc có lại lịch gì, nhưng hắn biết lấy thực lực của hắn lúc này, tuyệt đối không có khả năng khống chế được nó. Hắn không muốn đùa lửa để chết cháy, cho nên tạm thời bỏ qua ý nghĩ này. Sau khi rời khỏi Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nói. Vào đi. Chẳng bao lâu, Đinh Thược Dược đi vào. Ở đây có chuyện gì vậy? Dương Diệp hỏi, hắn không hiểu, bọn họ đã đánh tới đế quốc đỉnh Hán Đế Đô, nhưng Đinh Thược Dược lại dừng lại. Hắn biết Đinh Thược Dược nhất định là lý do để làm như thế lý do. Hắn rất tò mò. Đinh Thược Dược hơi trầm ngâm, nói. Ngoài mặt, thực lực của đế quốc đỉnh Hán bây giờ quả thật không bằng chúng ta, bởi vậy chúng ta một đường đánh tới đây, khí thế gần như trẻ tre. Rất nhiều người đều cảm thấy chúng ta chắc hẳn ở thừa thế xông lên, một lần hành động chiếm lấy tòa đế đô cổ xưa này, thống nhất trung vực. Nhưng nếu như chúng ta làm như vậy, nhất định phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược nói. Đế quốc đỉnh Hán tồn tại ở đại lục Huyền Giả đã hơn vạn năm, bọn họ chắc chắn có bản lĩnh của mình. Giống như Bách Hoa Cung cùng Kiếm Tông trước đây, bọn họ cũng có cường giả cảnh giới thánh giả. Nếu như chúng ta tùy tiện ra tay, bọn họ đột nhiên xuất hiện một nhân vật tương tự với sư tổ của Bách Hoa Cung, vậy chúng ta nên làm thế nào? Nàng đã điều tra qua chưa? Dương Diệp nói. Ninh Thược Dược lắc đầu, nói. Không phải ta không điều tra, mà căn bản không có cách nào điều tra ra được. Bởi vì hệ thống tin tức còn có hệ thống phòng ngự của bọn họ tốt hơn Nam vực chúng ta rất nhiều. Cho dù không điều tra ra được, nhưng ta đoán, bọn họ nhất định có con át chủ bài hoặc có giúp đỡ gì đó, nếu không, đại quân ta đến đây, nội bộ của bọn họ nhất định phải loạn, nhưng, bọn họ không loạn. Giết trăm chân đến chết vẫn còn ngọ nguậy được. Dương Diệp trầm giọng nói, hắn biết suy đoán của Đinh Thược Dược chắc là sự thật. Đế quốc đỉnh Hán này đã tồn nhiều năm như vậy, cho dù cường giả bán thánh cùng cường giả cảnh giới hoàng giả chết hết, nhưng nếu nói bọn họ không có con át chủ bài nào, bản thân hắn cũng không tin. Đinh Thược Dược gật đầu, nói. Nếu như đánh mạnh vào đô thành này, chúng ta nhất định sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, bởi vì ở trên tường thành của bọn họ có không ít hơn trăm pháo ma tháp lưu lại từ thời kỳ viễn cổ. Loại pháo này phát ra công kích năng lượng, đủ để làm cường giả cảnh giới hoàng giả bị thương nặng. Bởi vậy, nếu chúng ta đánh mạnh vào, cũng chỉ có thể lấy mạng sống của vô số người lấp vào, để tiêu hao đá năng lượng của bọn họ. Dương Diệp nói. Nàng không đánh vào. Làm vậy là rất đúng. Trên chiến trường sẽ có người chết, nhưng tốt nhất đừng xuất hiện cái chết vô nghĩa. Ninh Thược Dược nói. Ban đầu, ta hy vọng Yêu Hoàng hoặc Mạc Lão ra tay, nhưng không nghĩ tới Thánh Địa lại đến đây, sau đó Mạc Lão cùng Yêu Hoàng đều bị thương nặng. Ta không có cách nào, chỉ có thể kéo dài. Bây giờ ngươi đã tới đây, ngươi tình thế nào? Đúng rồi, mấy ngày hôm trước Bắc Vực lại phải người đến, bọn họ bằng lòng liên minh cùng chúng ta, nhưng chẳng qua chỉ là kiên minh. Mà không phải gia nhập với chúng ta. Nàng trả lời như thế nào? Dương Diệp hỏi. Ninh Thược Dược nói. Hoặc là hàng, hoặc là chết. Dương Diệp mỉm cười, nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Liên minh cùng đầu hàng có ý nghĩa khác nhau.
Liên minh đại biểu Nam vực cùng Bắc vực là bình đẳng, Bắc vực có thể không cần nghe theo Nam vực. Mà đầu hàng, lại đại biểu Bắc vực nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của Nam vực. Nếu lúc trước thánh địa không xuất hiện, thực lực của đế quốc đỉnh Hán không giảm, Bắc vực đưa ra ý liên minh, hắn sẽ đáp ứng hoàn toàn không do dự, bởi vì vào lúc đó mà đưa ra ý liên minh, đại biểu Bắc vực bằng lòng cùng Nam vực chống lại những đối thủ này. Nhưng bây giờ, Nam vực đã đẩy lùi thánh địa, tổn thương nặng nề đế quốc đỉnh Hán, Bắc vực mới đến nói chuyện liên minh, không thể nghi ngờ đây là người si nói mộng. Có kẻ thực lực của Bắc vực mạnh hơn trong tưởng tượng của chúng ta, nếu không, trước đó bọn họ cũng sẽ không ngăn cản được đế quốc đỉnh Hán xâm lược. Ninh Thược Dược trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Tạm thời không quan tâm tới bọn họ, chúng ta giải quyết chuyện của đế quốc đỉnh Hán trước đã. Qua một tháng nữa, ta sẽ phải rời khỏi đại lục huyền giả một thời gian. Cho nên trong một tháng này, chúng ta phải làm cho cả đại lục huyền giả thật sự thống nhất, làm cho chúng ta không có bất kỳ kẻ địch nào ở đại lục huyền giả nữa. Dương Diệp nói xong, lại đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Dương Diệp, trong mắt Đinh Thược Dược lóe lên một sắc thái khác thường. Tự tin, Dương Diệp tự tin hơn trước, tự tin lại cho người ta có thực lực, bất kể là ai đều sẽ có lực hấp dẫn. Chấm. Dương Diệp đứng ở dưới thành của đế quốc đỉnh Hán đế đô. Sau lưng hắn không có một bóng người nào. Toàn bộ đại quân Nam vực đột nhiên biến mất. Thân thể Dương Diệp chậm rãi bay lên không trung, xuất hiện ở trên không trung đế đô của đế quốc đỉnh Hán, ý kiếm xuất hiện. Trong tay hắn, đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo bào màu vàng xuất hiện ở trên tường thành. Người đàn ông này thân mặc long bào, đầu đội kim quan. Ở bên cạnh hắn là một nhóm cường giả của đế quốc đỉnh Hán. Không thể nghi ngờ. Người này chính là hoàng đế của đế quốc đỉnh Hán bây giờ, Hán Hoàng. Dương Diệp, người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hán Hoàng trầm giọng nói. Dương Diệp bật cười một tiếng, nói. Đuổi tận giết tuyệt à? Năm đó là ai muốn giết ai trước? Là đế quốc đỉnh Hán người muốn tiêu diệt Dương Diệp ta trước đúng không? Trước đó, cũng vẫn là đế quốc đỉnh Hán người ra tay với ta Nam vực. Thế nào, chỉ cho phép đế quốc đỉnh Hán người tới giết ta? Không cho phép ta tới giết các ngươi à? La Tuấn đã chết, đế quốc đỉnh Hán ta cũng đã tổn thất nửa giang san. Hán Hoàng trầm giọng nói. Lẽ nào như vậy còn chưa đủ sao? Còn xa mới đủ. Giọng nói của Dương Diệp từ phía xa truyền tới. Hôm nay, hoàng thất của đế quốc đỉnh Hán ngươi đều phải chết. Bên trong tòa thành này, một người dám phản kháng, ta lại giết một người. 100 người phản kháng, ta lại giết 100 người. Một tòa thành phản kháng, ta lại giết cả tòa thành. Dứt lời, ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí màu tím bắn ra, đánh vào trên cửa thành đế đô này. Cửa thành chấn động mạnh, TCF theo xuất hiện rất nhiều vết nứt. Trên tường thành, tất cả mọi người vô cùng kinh hãi trước thực lực của Dương Diệp, cũng kinh hãi trước những lời Dương Diệp nói trước đó. Ai phản kháng lại giết người đó, tất cả người bên trong thành phản kháng. Hắn lại tàn sát hàng loạt dân trong thành. Không ai nghi ngờ tính chân thực của những lời này, bọn họ biết rất rõ ràng, Dương Diệp là một người điên, hắn tuyệt đối làm được loại chuyện này. Đối với người đế quốc đỉnh Hán, Dương Diệp không hề có lòng thương hại. Bởi vì hắn biết rõ, trước đây nếu như những người này tấn công được vào cổ vực thành, vậy hắn, còn có tất cả những người có quan hệ với hắn đều không có kết cục tốt. Đương nhiên, hắn không thật sự muốn tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, chẳng qua giống như lời hắn đã nói, kẻ nào dám phản kháng, hắn sẽ giết chết không hề do dự. Ý kiếm của Dương Diệp lại cắm vào trong vỏ kiếm cổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người trên tường thành đế đô biến sắc. Lúc này Hán Hoàng phẫn nộ quát. Dương Diệp, lẽ nào ngươi thật sự muốn đế quốc đỉnh Hán ta phải cá chết lưới rách với ngươi sao? Ong! Đáp lại Hán Hoàng là một đường kiếm khí màu tím. Kiếm khí màu tím đánh vào trên cửa thành, toàn bộ cửa thành phát ra một tiếng nổ vang, chỉ trong nháy mắt, cửa thành lớn lại đầy từng vết nứt to bằng cánh tay. Cá chết lưới rách à? Dương Diệp cười lạnh, nói. Ong! Bây giờ, đế quốc đỉnh Hán người còn có thực lực này sao? Ta nói tại một lần, chỉ giết hoàng thất của đế quốc đỉnh Hán, nếu như những người khác rời đi, ta sẽ không ngăn cản, nếu không, đợi tới lúc thành bị phá. Đám tay sai của hoàng thất đế quốc đỉnh Hán các ngươi mới muốn đầu hàng, thì đã muộn rồi. Giết, giết cho ta. Đúng lúc này, Hán Hoàng đột nhiên điên cuồng hét lên.
nhận được mệnh lệnh của Hán Hoàng, trên tường thành đế đô đột nhiên xuất hiện hơn 100 khẩu pháo lớn màu băng xanh. Tiếp theo, hơn 100 luồng ánh sáng màu xanh lam đồng thời bắn ra. Hai mắt Dương Diệp híp lại, thần sắc hơi nghiêm trọng, bởi vì những luồng ánh sáng này rất mạnh, không trách được Đinh Thược Dược nói chúng có thể uy hiếp cường giả cảnh giới hoàng giả, năng lượng trong đó rất khủng khiếp, cho dù là lấy cơ thể của hắn chỉ sợ cũng không đỡ được mấy lần. Quan trọng nhất vẫn là những chùm pháo sáng này lại có thể phong tỏa khí tức, nói cách khác, căn bản không có cách nào né tránh, chỉ có thể dùng sức phá. Nếu như chỉ có một hai chùm pháo sáng, hắn có thể dễ dàng phá hỏng, nhưng bây giờ là hơn 100 chùm pháo sáng. Dương Diệp nhíu mày, nhưng chân mày của hắn lại nhanh chóng giãn ra. Sau đó, một tấm lá chắn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tấm lá chắn này dĩ nhiên chính là ma năng thuẫn của người đàn ông áo đen kia. Sau khi người đàn ông áo đen khi chết, dấu ấn tinh thần ở trong ma năng thuẫn này đã biến mất, nói cách khác, lúc này hắn đã có thể khống chế ma năng thuẫn. Ma năng thuẫn này vẫn vô cùng khủng khiếp, đặc biệt là đặc tính hấp thu năng lượng, vừa lúc có thể lấy ra đối phó với những chùm pháo sáng này năng lượng này. Những chùm pháo sáng năng lượng kia đều đánh vào trên ma năng thuẫn. Lực va chạm quá mạnh làm cho Dương Diệp cùng ma năng thuẫn liên tục lùi lại gần nửa trượng. Nhưng trong nháy mắt sắc mặt những người trên tường thành này đều trắng bệch. Bởi vì bọn họ phát hiện ra, những tia sáng năng lượng có thể cường giả cảnh giới hoàng giả làm bị thương nặng lại đều bị tấm lá chắn trước người của Dương Diệp hấp thu hết. Sao có thể như vậy được? Trong mắt Hán Hoàng đầy vẻ không thể tin, hơn 100 khẩu pháo ma tháp có thể phát ra chùm pháo sáng này, cho dù là cường giả cảnh giới hoàng giả cũng có thể dễ dàng giết chết. Mà bây giờ, Dương Diệp dễ dàng đỡ được. Đến lượt ta. Theo giọng nói của Dương Diệp vang lên, bên trong ma năng thuẫn này đột nhiên bắn ra một chùm pháp sáng màu xanh lam dài khoảng 10 trượng, tốc độ của nó rất nhanh, lập tức lại đánh vào trên tường thành. Trong nháy mắt cả cửa thành đã bị nổ thành mảnh vỡ, chùm pháo sáng này bắn vào trong thành, tiếp theo, liên tiếp không ngừng có tiếng nổ vang lên ở trong thành. Dương Diệp cười hì hì, đang muốn vọt vào. Lúc này, chợt có hai người đột nhiên xuất hiện ở cửa thành. Bên trái là một huyền giả thần bí mặc trường bào màu xám, đầu đội mũ có vải che màu xám, bên phải là một nữ tử. Dương Diệp nhận ra nữ tử này. Đó chính là Ân Huyên Nhi. Ta là quốc sư của Thương Triều. Người đàn ông mặc trường bào màu xám đột nhiên nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nói. Có phải chúng ta đã từng gặp mặt không? Bởi vì ta cảm nhận được một khí tức quen thuộc ở trên người ngươi. Đương nhiên. Người đàn ông mặc trường bào màu xám nói. Dương Diệp cầm ý kiếm vào vỏ kiếm cổ, sau đó nói. Không quan tâm ngươi là ai, bây giờ người đang ngăn cản ta. Ngươi thật sự muốn tiêu diệt đế quốc đỉnh Hán sao? Người trung niên áo bào màu xám trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa sao? Dương Diệp nắm lấy vỏ kiếm cổ, chậm rãi đi về phía cửa thành. Người áo bào xám kia nói. Bây giờ... Đế quốc đỉnh Hán quả thật đang yếu thế, nhưng dù sao bọn họ cũng đã được truyền thừa hơn vạn năm, người thật sự cảm thấy bọn họ không có con át chủ bài nào sao? Người áo bào màu xám nói. Đại quân Nam vực tấn công đến đây, đế quốc đỉnh Hán đã tổn thất rất nhiều cường giả cùng thành trì, nhưng Nam vực cũng vậy. Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, nếu như ngươi cố ý tiêu diệt đế quốc đỉnh Hán, cho dù ngươi tiêu diệt được đế quốc đỉnh Hán, Nam vực của ngươi sẽ tổn thất càng nhiều cường giả hơn. Hơn nữa, nếu hoàng thất đế quốc đỉnh Hán quả thật bất chấp tất cả mọi giá muốn ngọc đá đều nát, Nam vực của ngươi có lẽ sẽ không phải đơn giản chỉ tổn thất một ít cường giả như vậy. Dương Diệp dừng bước, nói. Ta biết lời ngươi nói có thể là sự thật, nhưng nếu như bây giờ ta không tiêu diệt bọn họ, sau này Nam vực ta có thể phải tổn thất càng khủng khiếp hơn bây giờ. Diệt cỏ không diệt tận gốc, sẽ để lại tai họa vô cùng. Nói xong, Dương Diệp lại bắt đầu đi tới. Nếu như hoàng thất của đế quốc đỉnh Hán đầu hàng, người có thể không giết bọn họ hay không? Người áo bào màu xám trầm giọng nói. Không thể. Dương Diệp quyết đoán từ chối, nói. Khi ta có năng lực, ta muốn kẻ địch của ta vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, để cho hắn không có bất kỳ cơ hội nào trở thành kẻ địch. Nếu như Bắc vực ta liên thủ cùng đế quốc đỉnh Hán thì sao? Người áo bào màu xám đột nhiên nói. Không thể. Dương Diệp quyết đoán từ chối, nói. Khi ta có năng lực, ta muốn kẻ địch của ta vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, để cho hắn không có bất kỳ cơ hội nào trở thành kẻ địch.
Nếu như Bắc vực ta liên thủ cùng đế quốc đỉnh Hán thì sao? Người áo bào màu xám đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Vậy thì rất tốt, giết luôn cả các ngươi. Nếu như không có người canh giữ mộ, bây giờ ngươi đã chết rồi. Người áo bào màu xám nói. Nhưng hắn không thể bảo vệ được ngươi cả đời. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta hiểu rõ thái độ của Bắc vực các ngươi, sau này, chúng ta gặp nhau trên chiến trường. Bây giờ, ngươi muốn tránh ra, hay muốn ra tay với ta? Nghe lời ngươi vừa nói, ta nghĩ ngươi cũng không có can đảm ra tay với ta, nếu đã vậy hãy tránh ra đi. Dương Diệp. Lúc này, Ân Huyên Nhi đột nhiên nói. Ta biết ngươi muốn tiêu diệt đế quốc đỉnh Hán, nhưng ngươi phải hiểu rõ một điểm, thánh địa còn có một vài huyền giả nghịch chủng kia mới chân chính là kẻ địch của chúng ta. Bất kể là huyền giả nghịch chủng hay thánh địa, Nam vực cùng yêu vực đều không thể chống lại. Chỉ khi tất cả đại lục chúng ta đồng tâm hiệp lực với nhau, mới có khả năng chống lại bọn họ. Dương Diệp nói. Nhưng nàng hình như đã quên, đế quốc đỉnh Hán lại luôn muốn giúp thánh địa. Chỉ cần ngươi bằng lòng, từ nay về sau bọn họ sẽ đứng ở phía bên chúng ta. Người áo bào màu xám nói. Dương Diệp dừng bước lại, thoáng cười nói. Sau đó, chờ tới khi cường giả của thánh địa tới, Nam vực ta rơi vào thế yếu, bọn họ lại ở sau lưng đâm ta một đao, một lần nữa trở lại vòng tay của thánh địa à. Nói đến đây, Dương Diệp liếc nhìn hai người, nói. Thật ra, ta thật sự không hiểu, trước đây các ngươi cùng đế quốc đỉnh Hán là kẻ địch không chết không dừng, nhưng bây giờ lại muốn giúp bọn họ, tại sao lại như vậy? Khi đế quốc đỉnh Hán đứng ở bên phía thánh địa, bọn họ cũng là kẻ địch của chúng ta. Nhưng khi bọn họ không đứng ở bên phía thánh địa, bọn họ có thể trở thành đồng minh của Bắc vực ta. Người áo bào màu xám nói. Dương Diệp, người cùng thánh địa là kẻ thù không đội trời chung, cũng là bằng hữu của chúng ta không nên tự giết lẫn nhau. Trước đây, khi Nam vực ta yếu thế, sao ngươi không đi ra nói với đế quốc đỉnh Hán câu này? Dương Diệp lại đi về phía trước, nói. Bây giờ nói ra, không cảm thấy đã muộn rồi à? Ta nói một câu cuối cùng, ân cô nương, nếu nhớ tới tình cảm ngày xưa, tránh ra. Ân Huyên Nhi nhìn người áo bào màu xám, hắn vung tay phải lên, hai vệ sĩ mặc bộ giáp hoàng kim xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ân Huyên Nhi khẽ thở dài, nói. Đế quốc đỉnh Hán không thể bị tiêu diệt được, Bắc vực ta cũng không thể phụ thuộc người khác. Nếu như Dương công tử không nhượng bộ, vậy mọi người chỉ có thể chiến đấu. Dương Diệp dừng bước lại, chân mày hơi nhíu lại. Chuyện này thực sự có điểm không đúng. Theo đạo lý mà nói, hiện tại bên hắn có hai bán thánh, bất kể như thế nào Bắc vực cũng không có khả năng vì đế quốc đỉnh Hán đến đối địch với hắn, nhưng Bắc vực lại hết lần này tới lần khác làm như vậy. Chuyện này có chút khác thường. Nhưng bây giờ, tên đã trên dây. Không bắn không được, thanh kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên rút ra khỏi vỏ, kiếm khí ở đây chợt lóe lên lập tức chém tới trên thân của hai vệ sĩ hoàng kim cách hắn 10 trượng. Ầm. Hai vệ sĩ hoàng kim liên tục lùi lại mấy chục bước. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, bởi vì kiếm khí của hắn chỉ để lại hai vết kiếm mờ trên bộ giáp của hai vệ sĩ hoàng kim này. Trước đó hắn đã thi triển ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng một đòn chí mạng tầng 1 đấy. Hai vệ sĩ hoàng kim này không phải là 12 vệ sĩ của Ân Huyên Nhi trước đây. Sau khi cẩn thận quan sát hai vệ sĩ hoàng kim, Dương Diệp lại phát hiện ra vấn đề này. Mà lúc này, hai vệ sĩ hoàng kim này đột nhiên chuyển động với tốc độ cực nhanh, Dương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt hiện ra hai đường ánh sáng màu vàng. Sau đó hai vệ sĩ hoàng kim lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, cùng lúc đó, hai thanh kiếm hoàng kim sắc bén đã lần lượt đâm vào cổ họng và bụng hắn. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, ở dưới lực lượng mạnh mẽ của hai thanh kiếm này, Dương Diệp liên tục lùi lại. Mà ở trong quá trình này, hai thanh kiếm cũng không có rời khỏi cổ họng và bụng của Dương Diệp, mà đâm vào cổ họng cùng bụng hắn, làm cho hắn không ngừng lùi về phía sau. Bành! Chân phải của Dương Diệp chợt dẫm xuống mặt đất, mượn lực đẩy từ mặt đất, hắn lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, ý kiếm trong tay đổi lại thành kiếm ngắn, chợt quét về phía bụng của hai vệ sĩ hoàng kim. Hai vệ sĩ hoàng kim liên tục lùi lại hơn 10 bước, kéo dài khoảng cách với Dương Diệp. Lúc này thần sắc Dương Diệp nghiêm trọng, bởi vì kiếm của hai vệ sĩ hoàng kim này tự nhiên làm cho hắn cảm thấy đau. Lấy khả năng phòng ngự của cơ thể hắn bây giờ, không ngờ lại có thể làm cho hắn cảm thấy đau.
Hơn nữa hai vệ sĩ hoàng kim này có tốc độ cùng phòng ngự lớn hơn sự tưởng tượng của hắn, đặc biệt là khả năng phòng ngự này cũng không kém hơn khi hắn không có long biến. Dương Diệp nói với người áo bào màu xám cùng Ân Huyên Nhi. Các ngươi thật sự làm cho ta có chút bất ngờ. Ngươi cũng làm ta bất ngờ. Người áo bào màu xám nói. Ta phải thừa nhận, thành tựu của ngươi sau này nhất định không kém hơn tổ sư của kiếm tông. Vẫn là câu nói kia, chúng ta không phải là kẻ địch, ta cũng không muốn trở thành kẻ địch của ngươi. Thậm chí, Bắc Phực ta vẫn muốn trở thành bằng hữu của ngươi, nhưng điều kiện trước tiên là ngươi phải chịu hợp tác. Dương Diệp bật cười, hắn không nói nhảm, chân phải chợt đạp xuống đất, phù một tiếng, cả người đã hóa thành một đường màu đen xuất hiện ở trước hai vệ sĩ hoàng kim này, kiếm trong tay mang theo tiếng nổ mạnh, đâm về phía một vệ sĩ hoàng kim trong đó. Keng! Hai thanh mũi kiếm đè lên trên thanh kiếm của Dương Diệp đột nhiên cong lại thành hình cánh cung, tiếp theo, một sóng khí cực mạnh từ dưới chân của hai vệ sĩ hoàng kim khuếch tán ra. Đúng lúc này, lưỡi kiếm của một vệ sĩ hoàng kim đột nhiên xoay chuyển, lướt sát qua kiếm của Dương Diệp, lao về phía bụng hắn với tốc độ rất nhanh. Dương Diệp chưa kịp phản ứng, nó lại đâm vào bụng của hắn. Bành! Một tiếng động khẽ vang lên, Dương Diệp bay ngược ra hơn hai trượng. Nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại lập tức xuất hiện ở trước vệ sĩ hoàng kim, hai tiếng động nặng nề vang lên, sau đó hai vệ sĩ hoàng kim này trực tiếp bay ra ngoài trăm trượng, nặng nề đập ở trên tường thành, làm cho thành tường kia rung lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Ân Huyên Nhi co lại, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Long biến, thiên nhai chỉ xích. Trong giọng nói của người áo bào màu xám lộ vẻ kinh ngạc, nói. Ngươi quả thật không tệ, đặc biệt là lực lượng thân thể cùng phòng ngự của ngươi ở cảnh giới này, quả thực không tin nổi. Mà lúc này, hai vệ sĩ hoàng kim đập vào trên tường thành đã trượt xuống, chúng đột nhiên đứng lên. Nhìn thấy vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại. Bởi vì hắn phát hiện phần bụng của hai vệ sĩ hoàng kim này bị hắn đánh trúng lúc trước chỉ hơi biến hình một chút mà thôi. Bọn họ là con rối nên không có cảm giác đau, bộ giáp mặc trên người bọn họ có thể đỡ được công kích của cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm. Quan trọng nhất là bộ giáp của bọn họ năng lực tự động chữa trị. Người áo bào màu xám nói. Ta vẫn nói câu nói kia, chỉ cần ngươi bằng đồng, chúng ta lập tức có thể hóa thủ thành bạn, đồng thời bảo đảm. Sau này khi thánh địa hoặc huyền giả nghịch chủng đi ra đối phó với ngươi, Bắc Phực ta, còn có đế quốc đỉnh Hán nhất định sẽ điều động cường giả trợ giúp ngươi. Trên bộ giáp kia có vẽ phù văn. Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi rất tinh mắt. Người áo bào màu xám nói. Ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi cũng là một phù văn sư. Tuy nhiên đáng tiếc, truyền thừa phù văn của Nam Vực đã bị chặt đứt, bây giờ còn lưu lại cũng chỉ là một ít phù văn kém cỏi thôi. Không chỉ Nam Vực, cho dù phù văn của Thánh Địa cũng không hoàn chỉnh. Dương Diệp nói. Không thể không nói, ngươi thật sự làm cho thấy bất ngờ. Ban đầu, ta cảm thấy thực lực của Bắc Vực yếu hơn Nam Vực ta cùng đế quốc đỉnh Hán, nhưng bây giờ ta sai rồi. Người áo bào màu xám nói. Mặc dù đại lục huyền giả nhỏ, nhưng lại có tàng long ngọa hổ, ví dụ như tổ sư của kiếm tông năm đó, ví dụ như người canh giữ mộ sư phụ của ngươi bây giờ. Còn có đế quốc đỉnh Hán bây giờ. Bây giờ, thực lực của đế quốc đỉnh Hán quả thật rất yếu, nhưng nếu như bọn họ quyết ngọc đá đều nát, ta dám cam đoan ngươi sẽ hối hận về hành vi của mình. Giải hòa, hay tiếp tục chiến đấu? Hai mắt Dương Diệp khép hờ, im lặng. Nếu như ngươi bằng lòng buông tha cho đế quốc đỉnh Hán, đồng thời không xuất binh đánh đế quốc đỉnh Hán cùng Bắc Phực ta, Huyên Nhi cùng công chúa đế quốc đỉnh Hán đều có thể gả cho ngươi. Kể từ đó, ba phía chúng ta lại có thể thật sự ràng buộc với nhau. Người áo bào màu xám lại nói. Ở bên cạnh hắn, sắc mặt Ân Huyên Nhi thoáng biến đổi, nhưng không nói gì thêm. Ha ha! Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, nói. Cả đời ta chưa bao giờ khuất phục, cho dù là ở trước mặt cường giả của thánh giả cũng không có khuất phục. Kiếm của ta khi yên tĩnh có chặt cũng không khom, cho nên, chiến đấu đi. Một kiếm ý vô cùng khủng khiếp lao ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Người áo bào màu xám ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu. Hắn vung tay phải lên, trong phút chốc, 100 vệ sĩ hoàng kim xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nói. Ngươi muốn chiến đấu, vậy thì tới đi. Vậy tới đây. Ong! Dương Diệp vừa nói dứt lời, một tiếng kiếm ngân vang vọng không trung. 360 bộ xương khô xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp.
Tử Điêu cùng Lôi Lâm cũng xuất hiện ở hai bên trái phải của Dương Diệp. Tất cả không nói lời vô nghĩa, một đường kiếm khí màu tím bắn ra khỏi vỏ kiếm cổ xê Dương Diệp. Trên không trung bị kiếm khí màu tím xuyên thủng một lỗ. Một vệ sĩ hoàng kim dẫn đầu bị kiếm khí đánh trúng, lập tức hóa thành một đường ánh sáng màu vàng bay ra ngoài. Ba đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chồng chất, lại thêm một đòn chí mạng tầng 2. Chân phải của Dương Diệp chợt đạp xuống, toàn thân trực tiếp xông vào trong những vệ sĩ hoàng kim, 360 bộ xương khô sau lưng hắn cũng theo sát lao tới. Tử Điêu vỗ nhẹ vào đầu của Lôi Lâm, sau đó chỉ vào những vệ sĩ hoàng kim phía xa. Lôi Lâm gật đầu, bàn tay nhỏ bé vỗ một cái, một tia sét bắn ra nhanh như điện chớp. Sau khi Dương Diệp nhảy vào trong đám vệ sĩ hoàng kim, lập tức bị bao vây, trong nháy mắt trên người hắn đã bị đâm rất nhiều kiếm, cũng may hắn có phòng ngự biến thái, cứng rắn đỡ lấy. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn cũng nên lên trên thân của những vệ sĩ hoàng kim kia. Nhưng điều làm cho trong lòng hắn có chút kinh sợ là những vệ sĩ hoàng kim tự nhiên cũng cứng rắn nhận. Lấy! Những vệ sĩ hoàng kim này còn mạnh hơn hai người trước. Không biết quốc sư này có lại lịch ra sao? Vì sao có nhiều con rối khủng khiếp như vậy? Hắn đã có nhiều con rối khủng khiếp như vậy, tại sao trước đây lại thua Đại Tần cùng 6 đại tông môn? Một loạt nghi vấn không ngừng hiện lên ở trong đầu Dương Diệp. Hắn lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, tay phải lật một cái, kiếm ngắn đổi lại thành ý kiếm. Thanh kiếm được vào vỏ, chợt lại rút ra. Suy, một đường kiếm khí màu tím hiện lên với dạng nửa vòng tròn quét ngang ra. Hơn 10 người vệ sĩ hoàng kim dẫn đầu lập tức bị đường kiếm khí này chém thành hết nửa, mà những vệ sĩ hoàng kim phía sau cũng bị dư âm của kiếm khí đánh cho bay ngược ra lại mười mấy trượng. Năm đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chồng chất lại thêm một đọc chí mạng tầng 2. Tay trái lại lật một cái, hơn 10 viên đá năng lượng siêu phẩm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Dương Diệp nắm chặt ý kiếm, lại phát ra một đường kiếm khí màu tím. Kiếm khí đi qua nơi nào? Lại có thêm 10 người vệ sĩ hoàng kim bị chặn đứt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Ân Huyên Nhi biến đổi, nói. Kiếm khí của hắn mạnh hơn trước rất nhiều lần. Đó là chồng chất. Người áo bào màu xám trầm giọng nói. Hơn nữa, hắn còn vận dụng bí pháp của kiếm tu thánh địa, lúc này mới dễ dàng phá được bộ giáp của vệ sĩ hoàng kim. Ân Huyên Nhi trầm ngâm một lát, sau đó nói. Quốc sư, đế quốc đỉnh Hán đáng để chúng ta hy sinh như vậy sao? Người áo bào màu xám nói. Không đáng, nhưng không có cách nào, nếu như đế quốc đỉnh Hán bất chấp tất cả mọi giá, quyết ngọc đá đều nát, vậy có lẽ đại lục này sẽ xong rồi. Có nghiêm trọng như vậy sao? Ân Huyên Nhi kinh ngạc nói. Còn muốn nghiêm trọng hơn nữa? Người áo bào màu xám khẽ thở dài, nói. Dương Diệp không biết lợi hại trong đó. Đương nhiên với tính tình của hắn, cho dù biết, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho hoàng thất đế quốc đỉnh Hán. Năm đó, tổ sư của kiếm tông thiếu chút nữa tiêu diệt đế quốc đỉnh Hán, sở dĩ không tiêu diệt, thật ra cũng không hoàn toàn bởi vì thánh địa đứng ra trợ giúp. Năm đó, tiêu giao tử kiêng kỵ không phải là thánh địa, mà là hoàng thất của đế quốc đỉnh Hán này. Bọn họ có thể giống như Bách Hoa Cung vậy, làm cường giả cảnh giới thánh giả xuất hiện sao? Ân Huyên Nhi hỏi. Người áo bào màu xám lắc đầu, nói. Cường giả cảnh giới thánh giả không có khả năng xuống thế giới này, nhưng đại lục huyền giả này, còn có thánh địa có tồn tại còn muốn khủng khiếp hơn cường giả cảnh giới thánh giả. Đúng lúc này, hơn 10 người vệ sĩ hoàng kim phía xa lại bị một đường kiếm khí màu tím đánh nổ. Dương Diệp không thể thi triển Châm Thiên Bạt kiếm thuật trông chất vô hạn, tuy nhiên có đa năng lượng siêu phẩm, cho dù hắn không thể thi triển vô hạn. Vẫn có thể có cách lại thi triển sau một lúc, bởi vì có năng lượng cuồn cuộn không ngừng chút vào trong cơ thể hắn, chuyển hóa thành nguyên khí. Nhưng tình hình vẫn không ổn với Dương Diệp. Bởi vì, khi những khô lâu binh kia của hắn đối mặt với những vệ sĩ hoàng kim, căn bản không phải là đối thủ, cơ thể của rất nhiều bộ xương khô đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, Dương Diệp hít sâu một hơi, ánh mắt phong tỏa ở trên thân người áo bào màu xám phía xa. Hắn không chút do dự, một kiếm quét qua mấy vệ sĩ hoàng kim trước mặt, lập tức thi triển ra thiên nhai chỉ xích, trong nháy mắt hắn lại xuất hiện ở trước mặt của người áo bào màu xám. Nhưng đúng lúc này, một vệ sĩ hoàng kim còn lớn hơn những vệ sĩ hoàng kim phía sau hắn đã chắn ở phía trước. Tiếp theo, một thanh đại đao còn muốn lớn hơn cả Dương Diệp chém mạnh tới.
Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, nhưng không kịp né tránh, ý kiếm trong tay lập tức được giơ ngang lên. Bành! Một tiếng động khẽ vang lên, trên ý kiếm trong tay Dương Diệp lập tức đầy vết rạn nứt. Ở dưới một đao này, hai chân Dương Diệp không ngờ trực tiếp lún sâu vào trong mặt đất. Tay phải phủ đầy vảy rồng còn rịn ra máu tươi. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự ngoan độc, tay trái chợt vỗ xuống đất, người bắn lên, ý kiếm trong tay đổi lại thành kiếm ngắn, sau đó sử dụng ra hết lực lượng cơ thể đập về phía vệ sĩ Hoàng Kim siêu cấp này. Mặc dù vệ sĩ Hoàng Kim là con rối, nhưng phản ứng cũng không chậm. Đại đao trong tay đỡ lấy kiếm của Dương Diệp đâm tới. Đao và kiếm va chạm vào nhau, ở dưới chân của vệ sĩ Hoàng Kim siêu cấp đột nhiên bạo phát ra một tầng sóng khí khuếch tán về bốn phía xung quanh, trong nháy mắt mặt đất còn tách ra, từng vết nứt cực lớn không ngừng lan tràn, không đến hai hơi thở, mặt đất trong phạm vi trăm trượng xung quanh vệ sĩ Hoàng Kim lại đầy vết nứt. Chém! Chợt có tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp vang lên, sau đó kiếm của Dương Diệp lại rơi vào trên đại dao trong tay của vệ sĩ Hoàng Kim siêu cấp. Mặt đất xung quanh vệ sĩ Hoàng Kim nổ mạnh rồi sụp xuống. Chém! Thanh kiếm trong tay Dương Diệp lại giơ lên hạ xuống. Lần này, cả người vệ sĩ Hoàng Kim siêu cấp trực tiếp lún vào mặt đất, Dương Diệp cũng rơi xuống. Rất nhanh, không đến năm hơi thở, Dương Diệp đã đi ra. Ở trên tay hắn cầm theo một cái đầu đội mũ giáp Hoàng Kim. Lúc này, Tử Điêu cùng Lôi Lâm xuất hiện ở trước mặt của hắn, móng nhỏ của Tử Điêu chỉ vào phía xa. Dương Diệp nhìn lại. Sắc mặt lập tức trầm xuống, bởi vì những khô lâu binh kia của hắn đã bị phá hủy sạch. Mà những vệ sĩ Hoàng Kim kia, trừ mấy chục bộ bị hắn giết chết trước đó, số còn lại không ngờ không chết, chỉ có số ít bộ giáp của vệ sĩ Hoàng Kim bị cháy đen. Đó là do điện của Lôi Lâm gây ra. Số vệ sĩ Hoàng Kim còn lại trở lại trước mặt của người áo bào màu xám cùng Ân Huyên Nhi. Người áo bào màu xám trầm giọng nói. Thật ra... 100 bộ vệ sĩ Hoàng Kim này đều là cấp bậc cảnh giới hoàng giả, chỉ bởi vì muốn đối phó với ngươi, cho nên ta áp chế bọn họ thành cảnh giới tôn giả. Ngay cả như vậy, thực lực của bản thân bọn họ cũng không kém cường giả cảnh giới hoàng giả bình thường. Nhưng không nghĩ tới, ngươi lấy sức lực của một người lại giết hơn 10 chi bộ của ta. Ha ha, thật sự làm ta bất ngờ đấy. Dương Diệp ném đầu người trong tay sang một bên, nói. Ban đầu... Ta không có hứng thú để biết ngươi là ai. Nhưng bây giờ, ta ngược lại cảm thấy tò mò. Tuy nhiên, chẳng qua chỉ là tò mò mà thôi. Nếu như ngươi muốn dựa vào những vệ sĩ Hoàng Kim để ngăn cản ta, hình như không đủ. Người áo bào màu xám khẽ gật đầu, sau đó vung tay phải lên. Năm vệ sĩ Hoàng Kim siêu cấp xuất hiện ở trước mặt của hắn, nói. Hiện tại thì sao? Hai mắt Dương Diệp híp lại, thò tay ra, ý kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Dương Diệp. Lúc này, Ân Huyên Nhi bỗng nhiên nói. Nếu như người cố ý muốn chiến đấu, như vậy kết quả xấu nhất chính là chúng Bắc vực ta cùng đế quốc đỉnh Hán đối đầu với ngươi. Khi đó, cho dù Nam vực của ngươi thắng, cũng là thắng thảm. Chúng ta không muốn đối địch với ngươi, vẫn là câu nói trước kia, chỉ cần ngươi bằng lòng, ba phía chúng ta lập tức có thể hóa thù thành bạn. Không, thêm một điều kiện. Đúng lúc này. Hán Hoàng được một đám cường giả hộ tống đến bên cạnh người áo bào màu xám cùng Ân Huyên Nhi, Hán Hoàng, nói. Đại quân Nam vực rút khỏi Trung vực, trả tất cả địa bàn của đế quốc đỉnh Hán lại, như vậy, ba chúng ta mới có thể hóa thù thành bạn. Chân mày Ân Huyên Nhi nhíu lại, thầm nghĩ không xong, quả nhiên, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Rút khỏi Trung vực, trả lại tất cả địa bàn của đế quốc đỉnh Hán ngươi. Ha ha! Có phải ngươi làm hoàng đế của đế quốc đỉnh Hán quá lâu, sau đó phát điên hay không hả? Nếu ngươi không đáp ứng, vậy thì chiến đấu. Hán Hoàng khẽ nói. Khóe miệng Dương Diệp cong lên, hiện ra nụ cười dữ tợn, sau đó hắn vỗ nhẹ vào Tử Điêu cùng Lôi Lâm. Hai người hiểu ý, lập tức trốn vào bên trong Hồng Mông Tháp. Sau khi hai nàng bước vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cầm theo kiếm đi về phía đám người Hán Hoàng, nói. Vị quốc sư Bắc vực này. Lời nói của các ngươi thật ra rất buồn cười, các ngươi còn nói không muốn đối địch với ta, nhưng lại vẫn luôn làm ra hành động chống lại ta. Nếu như vậy từ giờ trở đi, các ngươi đều là kẻ địch của ta. Ngươi không phải có rất nhiều vệ sĩ Hoàng Kim sao? Hôm nay ta lại muốn xem thử ngươi có đủ con rối để giết chết ta hay không? Dứt lời, ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí màu tím chợt lóe lên, tiếp theo.
Đầu của hơn 20 vệ sĩ hoàng kim ở trước mặt Dương Diệp lặng lẽ bay ra ngoài. Đường kiếm khí kia lại còn chưa tan, sau đó lấy tốc độ rất nhanh bắn về phía quốc sư. Tuy nhiên khi nó sắp đến trước mặt quốc sư, ba gã vệ sĩ hoàng kim siêu cấp đã ngăn cản ở phía trước, sau đó ba thanh đại đao hợp lực bổ vào trên đường kiếm khí kia của Dương Diệp. Bành! Một tiếng động lớn vang lên, ba thanh đại đao ầm ầm gãy nát, kiếm khí đánh vào ngực của một tên vệ sĩ hoàng kim siêu cấp trong đó, sau đó vệ sĩ kia lập tức nổ nát, hóa thành một đống mảnh vụn. Quá kinh hãi! Đây mới là thực lực chân chính của Dương Diệp. Người áo bào màu xám nắm chặt tay. Rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới đường kiếm khí của Dương Diệp lại mạnh như vậy, chỉ một kiếm lại giết hơn 20 vệ sĩ hoàng kim cùng một vệ sĩ hoàng kim siêu cấp của hắn. Thực lực của Dương Diệp còn mạnh hơn hắn tưởng. Hôm nay, trừ khi có thánh giả xuất hiện, nếu không Dương Diệp ta chắc chắn sẽ tiêu diệt hoàng thất của đế quốc đỉnh Hán này. Trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên phát ra một kiếm ý che trời lấp đất lao về phía đám người Hán hoàng cùng với người mặc áo bào màu xám kia. Dương Diệp, người đang tự tìm đường chết, dẫn theo Nam vực tự tìm đường chết. Hán hoàng trầm giọng nói. Ta có chết hay không thì chưa biết, nhưng ngươi nhất định sẽ chết. Ý kiếm trong tay Dương Diệp nhắm thẳng vào Hán hoàng. Mà vào lúc này, trước mặt người áo bào màu xám đột nhiên lại xuất hiện một nhóm vệ sĩ hoàng kim. Tổng cộng có tất cả 200 tên, trong đó còn có 10 vị vệ sĩ hoàng kim siêu cấp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên sự hung ác, lúc này, một đường ánh sáng màu vàng hiện lên, An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. An Nam Tĩnh. Nhìn thấy An Nam Tĩnh, sắc mặt Hán hoàng cùng Ân Huyên Nhi biến đổi. Bọn họ tất nhiên đã nghe qua về thực lực của An Nam Tĩnh, một số người còn tận mắt nhìn thấy. Nếu như nói trong thế hệ trẻ của Đại Lục Huyền Giả còn ai có thể chống lại Dương Diệp, không thể nghi ngờ, người này chính là An Nam Tĩnh. Đây chính là yêu nghiệt tuyệt thế thứ hai có thể chống lại thánh bảng của thánh địa. Không phải nàng đã bị thương nặng, không biết sống chết ra sao. Vẻ mặt Hán Hoàng rất khó coi. Một Dương Diệp đã đủ làm bọn họ đau đầu, giờ lại thêm một An Nam Tĩnh, vậy còn sống được nữa không? Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh, nàng nói. Vết thương không có gì đáng ngại, tai họa ngầm trong cơ thể chỉ ảnh hưởng khi thăng cấp cảnh giới hoàng giả sau này, sẽ không ảnh hưởng tới thực lực bây giờ. Nói chung, ta đã quyết định rồi. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Nếu như vậy, chúng ta lại cùng nhau giết cho bọn chúng long trời lở đất. Dứt lời, kiếm trong tay hắn đột nhiên rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí màu tím chợt lóe lên, kiếm khí đi qua nơi nào, vệ sĩ đều lập tức ngã xuống. Khi kiếm khí giết chết khoảng 10 vệ sĩ mặc bộ giáp hoàng kim, cuối cùng mới bị 3 vệ sĩ hoàng kim siêu cấp hợp lực đánh tan. Chân phải của Dương Diệp chợt đạp một cái, cả người và kiếm hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía đám vệ sĩ hoàng kim kia. An Nam Tĩnh ở bên cạnh hắn lại hóa thành ánh sáng màu vàng, trong tay cầm liệt thiên. Sau khi hai người nhảy vào trong đám người vệ sĩ hoàng kim, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng. Tiếp theo, từng bộ vệ sĩ hoàng kim không ngừng bắn về bốn phía xung quanh. Không thể nghi ngờ, liệt thiên An Nam Tĩnh cầm trong tay cực kỳ khủng khiếp, hễ là vệ sĩ hoàng kim bị trường thương của nàng đánh trúng, bộ giáp đều xuất hiện rất nhiều vết nứt. Không có vệ sĩ hoàng kim nào có thể cứng rắn đỡ được hai thương của nàng. Về phần Dương Diệp, được đá năng lượng siêu phẩm không ngừng cung cấp năng lượng, cứ nửa khắc hắn lại có thể thi triển ra một lần Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật trồng chất. Theo mỗi lần hắn thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật, ở đó ít nhất sẽ có đầu của hơn 10 bộ vệ sĩ hoàng kim bay ra ngoài. Tàn sát! Hai người An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp liên thủ, những vệ sĩ hoàng kim vốn thuộc về cảnh giới hoàng giả khủng khiếp lại giống như dê đợi làm thịt, bị Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trắng trợn tàn sát. Đám người Hán Hoàng đứng bên cạnh thấy vậy, trong lòng cuối cùng cũng có chút luống cuống. Thực lực của hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh quá mạnh mẽ. Trong cảnh giới tôn giả đã không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản được bọn họ. Mà cảnh giới hoàng giả, trước không nói có người canh giữ mộ, cho dù là phái cường giả cảnh giới hoàng giả tới, chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn cản được Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Quốc sư, thần sắc Ân Huyên Nhi lo lắng nói. Nếu tiếp tục như vậy, những vệ sĩ hoàng kim của chúng ta sẽ bị hai người bọn họ tàn sát hết mất. Người áo bào màu xám im lặng một lát, sau đó nói. Ha ha, Vũ Thần, Kiếm Hoàng, vốn có số mạng là kẻ địch trong Đại Lục Huyền Giả, nhưng bây giờ thì hay rồi, hai người bọn họ lại liên thủ. Huyền Nhi ngươi nói đúng,
Cứ tiếp tục như vậy, những vệ sĩ hoàng kim của chúng ta quả thật sẽ bị tàn sát sạch. Cho dù có gọi ra thêm, chỉ sợ cũng không làm gì được hai người bọn họ. Nghe được này, vẻ mặt Hán Hoàng biến đổi, nói. Các hạ, lẽ nào ngươi muốn làm trái với giao hẹn sao? Người áo bào màu xám nói. Không phải ta muốn làm trái với giao hẹn, mà ta đã bất lực rồi. Nếu như chúng ta liên thủ, chưa chắc đã không thể ngăn cản bọn họ. Hán Hoàng trầm giọng nói. Người áo bào màu xám nói. Đáng tiếc là đế quốc đỉnh Hán người hiện tại đã không có cường giả gì nữa. Người áo bào màu xám nói xong lại nói với Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Thu tay lại đi, các ngươi thắng rồi. Ngươi nói thu là thu sao? Dương Diệp cười lạnh, hắn chợt rút kiếm, một đường kiếm khí bắn ra, hơn 10 bộ vệ sĩ hoàng kim ở trước mặt hắn lại bị giết. Bành! Một thanh trường thương hóa thành một đường ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, vài vệ sĩ mặc giáp vàng lập tức bị xuyên thủng, sau đó ngã xuống. An Nam Tĩnh vẫy tay một cái, Liệt Thiên bay trở về trong tay nàng. Nàng cầm Liệt Thiên, đi tới bên cạnh Dương Diệp. Tiếp tục giết. Dương Diệp lạnh lùng nhìn người áo bào màu xám, sau đó lao vọt ra ngoài. Một kiếm đâm vào trước ngực một vệ sĩ hoàng kim ở trước mặt hắn. Vệ sĩ hoàng kim này lập tức bay ra ngoài. Tốc độ của An Nam Tĩnh cũng không chậm. Sau khi Dương Diệp đánh bay một vệ sĩ hoàng kim, trường thương trong tay nàng cũng đâm vào trước ngực của một vệ sĩ hoàng kim. Bộ giáp của vệ sĩ hoàng kim kia lập tức tách ra. Tiếp theo, trường thương của An Nam Tĩnh trực tiếp xuyên qua ngực của vệ sĩ hoàng kim này. Dương Diệp nhìn Liệt Thiên trong tay An Nam Tĩnh, sau đó lại nhìn ý kiếm trong tay mình, hắn chợt cười khổ. Cho dù ý kiếm cũng thật sự không tệ, nhưng chung quy chỉ dựa vào kiếm ý tập trung thành kiếm, ở trên phương diện uy lực lại kém Liệt Thiên rất nhiều. Nếu như hắn cũng có kiếm mạnh tương tự với Liệt Thiên, vậy muốn đối phó với những vệ sĩ hoàng kim sẽ đơn giản hơn nhiều. Dương Diệp lắc đầu, đang chuẩn bị tiếp tục ra tay, người áo bào màu xám này lại vẫy tay một cái, những vệ sĩ hoàng kim lập tức hóa thành từng ánh sáng màu vàng biến mất ở trước mặt bọn họ. Người áo bào màu xám nói, ta vốn cho rằng chỉ có một mình ngươi, nhưng không nghĩ tới, bên cạnh ngươi còn có vũ thần, là ta thất sách. Ta không ra tay nữa. Những vệ sĩ mặc giáp vàng kia không ngăn cản được hai người các ngươi liên thủ. Bây giờ, các ngươi tự tiện, tuy nhiên cuối cùng ta vẫn khuyên ngươi một câu, nếu ngươi thật sự muốn tiêu diệt hoàng thất đế quốc đỉnh Hán, có lẽ ngươi sẽ không chịu nổi kết cục đó đâu. Hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, hai người đột nhiên chuyển động, tốc độ của hai người cực nhanh, tất cả mọi người ở đó gần như không nhìn thấy bóng dáng. Hai người xuất hiện ở trước mặt người áo bào màu xám. Cùng lúc đó, một thanh kiếm cùng một cây thương lần lượt đâm về phía mi tâm và bụng của người áo bào màu xám. Không thể nghi ngờ, tốc độ Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đã đạt tới mức cao nhất, thương và kiếm trong tay bọn họ đi tới trước mặt người áo bào màu xám cũng không đến nửa hơi thở. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh thay đổi. Bởi vì thương cùng kiếm trong tay bọn họ lần lượt bị hai ngón tay kẹp lấy. Người áo bào màu xám dùng hai ngón tay trái kẹp lấy mũi thương của An Nam Tĩnh, hai ngón tay tay phải lại kẹp lấy lưỡi kiếm của Dương Diệp. Giờ phút này, không chỉ có sắc mặt của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh biến đổi, cho dù là Hán Hoàng còn có Ân Huyên Nhi đứng bên cạnh cũng vậy. Đặc biệt Ân Huyên Nhi, trong mắt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng biết quốc sư rất mạnh, nhưng không nghĩ tới quốc sư tự nhiên mạnh mẽ đến mức này. Dễ dàng đỡ được một đòn liên thủ của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Cho dù là cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm đỉnh phong cũng không thể nào làm được vậy đâu. Lẽ nào quốc sư là cường giả bán thánh? Không chỉ có Ân Huyên Nhi nghĩ đến khả năng này, rất nhiều người ở đó đều nghĩ đến khả năng này. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Dưới áo bào màu xám, truyền đến một tiếng nói thản nhiên, tiếp theo, hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh bị một lực lượng cực mạnh bắn ra, liên tiếp lui về phía sau gần 10 trượng mới có thể dừng lại được. Ta không tin không thể làm gì được ngươi. Tay trái của Dương Diệp lật một cái, trấn giới thạch xuất hiện ở trên tay hắn, ở dưới tác dụng của trấn giới thạch, người áo bào màu xám cùng những cường giả của đế quốc đỉnh Hán kia lập tức bị áp chế xuống một cấp. Sắc mặt đám người Hán Hoàng biến hóa kịch liệt, sau đó không hề nghĩ ngợi lập tức xoay người bỏ chạy. Giết! Chân phải của Dương Diệp chợt đạp một cái, toàn thân lập tức đi tới trước mặt người áo bào màu xám, một kiếm đâm ra. Nhắm thẳng vào ngực của người áo bào màu xám. Mà ở bên phải của hắn,
Trường thương trong tay An Nam Tĩnh cũng mang theo một ánh thương chói mắt đâm về phía ngực của người áo bào màu xám. Khi thương và kiếm của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cách ngực người áo bào màu xám ngực có hơn 10 cm, một tấm lá chắn năng lượng mỏng kỳ lạ màu xanh đen đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thương và kiếm đâm vào trên tấm lá chắn này, nó chấn động mạnh, xuất hiện rất nhiều vết nứt, người áo bào màu xám ở phía sau tấm lá chắn liên tục lùi lại 5 bước. Phá! Tay phải của Dương Diệp chợt xoay tròn, tấm lá chắn kia lập tức vỡ vụn ra, tiếp theo, một thương một kiếm lấy tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào người áo bào màu xám. Hai tay của người áo bào màu xám chậm rãi nắm chặt, từng phù văn kỳ lạ màu xanh đen xuất hiện ở trên tay hắn. Khi thương và kiếm của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đi tới trước mặt hắn, hai tay hắn chợt lần lượt đánh vào trên đầu mũi thương. Lấy người áo bào màu xám làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi mấy trăm trượng vuông ầm ầm lún xuống, nhưng người áo bào màu xám lại không hề nhúc nhích. Đồng tử của hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh co lại, thực lực của người áo bào màu xám này còn mạnh hơn bọn họ tưởng. Lùi lại! Người áo bào màu xám quát lên một tiếng. Mũi thương và kiếm trong tay Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đột nhiên uốn cong thành một hình trạng kỳ lạ. Tiếp theo, hai người bị lực lớn ép cho liên tục lùi lại khoảng 10 trượng. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, ý kiếm trong tay chợt cắm vào vỏ kiếm cổ, sau đó rút ra. Một luồng ánh sáng màu tím chợt lóe lên, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của người áo bào màu xám, trong kiếm khí màu tím ẩn chứa kiếm ý mạnh mẽ cùng lực lượng khủng khiếp. Làm cho không gian xung quanh người áo bào màu xám vặn vẹo biến hình nghiêm trọng. Nhưng người áo bào màu xám lại đứng sừng sững không chuyển. Khi kiếm khí cách người áo bào màu xám chỉ có mấy cm, lúc này hai tay hắn mới lại chặt nắm thành quyền, sau đó đánh về phía đường kiếm khí màu tím của Dương Diệp. Bành! Kiếm khí màu tím tiêu tan, người áo bào màu xám liên tục lùi lại chừng 10 bước. Đồng tử của Dương Diệp co lại. Không ngờ người áo bào màu xám lại đỡ được, đường kiếm khí này là 6 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật trồng chất, đồng thời tăng thêm một đòn chí mạng tầng 3. Hắn rất tự tin, cho dù là cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm cũng không thể dễ dàng đỡ được. Nhưng người áo bào màu xám trước mắt này lại đỡ được, hơn nữa còn là sau khi hắn sử dụng trấn giới thạch. Vậy người áo bào màu xám cuối cùng là ai? Thần sắc An Nam Tĩnh cũng nghiêm trọng, tay phải nắm thật chặt liệt thiên trong tay. Hai tay người áo bào màu xám của mình mở ra, ở trên hai tay của ao có một vết thương đang chảy máu, người áo bào màu xám nói. Không ngờ ngươi lại có thể tổn thương được ta đã quá coi thường ngươi. Chuyện hôm nay, cứ như vậy đi, ngươi cũng đừng mong giết được ta, trừ khi là sư phụ của ngươi ra tay, nếu không, đại lục huyền giả này không có người nào có thể giết chết được ta. Cho dù là ngươi liên thủ cùng nha đầu kia cũng không được. Chờ tới khi các ngươi đạt được cảnh giới hoàng giả, có lẽ có thể thử xem. Ngươi là bán thánh. Dương Diệp trầm giọng nói. Người áo bào màu xám nói. Dương Diệp, với tính cách của ngươi chắc chắn sẽ thành tựu trên con đường kiếm đạo. Nhưng cũng bởi tính cách đó, ngươi sẽ gặp phải rất phiền phức. Cứng quá thì dễ gãy, đây là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi. Làm người, nếu như không hiểu được xử lý tùy theo tình huống, như vậy tương lai của ngươi đúng là một mảnh nhấp nhô. Lời đã nói hết, bản thân ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, người áo bào màu xám cùng Ân Huyên Nhi lập tức biến mất. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Lúc trước, chỉ cần ta đáp ứng bọn họ, Nam Vực lập tức có thể bớt đi 2 kẻ địch, thêm 2 đồng minh. Nhưng ta lại không đáp ứng, bởi vì ta muốn tiêu diệt hoàng thất của đế quốc đỉnh Hán. Ngoại trừ chuyện này, còn có rất nhiều chuyện trước đây, chỉ cần ta tùy tình hình mà xử lý. Có lẽ mọi chuyện sẽ không phát triển theo tình huống tệ hại như vậy. An Nam Tĩnh, ta sai lầm rồi sao? An Nam Tĩnh đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó vươn một ngón tay điểm vào ngực của Dương Diệp, nói. Đúng hay sai cũng khôn ác quan trọng là không thẹn với lương tâm. Ngươi hỏi trái tim của chính mình, ngươi cảm thấy ngươi tiêu diệt đế quốc đỉnh Hán, trong lòng có hổ thẹn không? Dương Diệp lắc đầu, đế quốc đỉnh Hán đã nhiều lần ra tay với hắn. Muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn đã sớm muốn kết thúc mối thù này, hắn sao có thể vì đối xử với đế quốc mà thấy xấu hổ trước lương tâm của mình chứ? Còn nữa, hắn căn bản không tin tưởng đế quốc đỉnh Hán, cho dù đối phương đầu hàng, hắn cũng sẽ không tin tưởng. An Nam Tĩnh nói, nếu như vậy, cần gì phải để ý tới lời hắn nói? Trong lòng không thấy hổ thẹn vậy không phải sợ, cho dù có phải dũng cảm tiến tới,
ta cũng đi cùng ngươi. Dương Diệp im lặng một lúc, sau đó cười nói. Nàng nói đúng, trước nếu như ta đáp ứng bọn họ, có lẽ có thể bớt đi hai kẻ địch, có thêm hai đồng minh, nhưng đó không phải là điều ta muốn. Hơn nữa, Dương Diệp ta làm sao có thể lại khuất phục ở dưới sự uy hiếp của người khác được. Cho nên, đi thôi, ngày hôm nay ta muốn tự tay chôn vùi đế quốc cổ xưa truyền thừa hơn vạn năm này. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ mặt đất rung chuyển, những tiếng nổ không ngừng vang lên ở bên trong của thành này. An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội kỵ binh mặc bộ giáp màu vàng, trong tay cầm trường thương màu đen lao về phía bọn họ. Đội kỵ binh này khoảng hơn 500 người, mỗi kỵ binh đều có cảnh giới tôn giả cửu phẩm, bọn họ cưỡi đều là ngựa xích viêm tôn cấp. Ngựa xích viêm với hình thể to lớn, cao khoảng 3 trượng, đầu mọc một sừng, cứng rắn giống như thép đen. Đương nhiên, quan trọng nhất là tốc độ của nó, ở dưới tốc độ cao nhất, nó có thể đuổi theo gió đuổi theo chớp. Khi nhóm kỵ binh cách Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh có mấy trăm trượng, nhưng lại thể hiện ra khí thế làm cho An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp phải nhíu mày. Kỵ binh với khí thế như cuồng phong, giống như mưa rào, cho dù cách nhau xa như vậy, lại làm cho hơi thở của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh chậm lại, bởi vì bọn họ cảm giác những kỵ binh này giống như một ngọn núi lớn, đang đổ về phía bọn họ. Thiết kỵ Xích Vân. Huyền khí trong cơ thể An Nam Tĩnh điên cuồng phun ra, nói. Thiết kỵ này là một trong những quân bài chưa lật cuối cùng của đế quốc đỉnh Hán, tuy rằng bọn họ cũng chỉ là cảnh giới tôn giả, nhưng thực lực của bọn họ căn bản không kém hơn cảnh giới hoàng giả. Đặc biệt là tốc độ của bọn họ, cho dù cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm cũng không dám so sánh được. Dương Diệp khẽ gật đầu, từ trên phương diện khí thế của những kỵ binh này hắn lại biết được những kỵ binh này không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Cổ tay thoáng động, ý kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, tiếp theo. 10 kiếm ý tầng 2 lao ra khỏi cơ thể, hình thành một màn chắn kiếm ý, ngăn cản khí thế mạnh mẽ do những kỵ binh kia mang đến. Giết! 500 tên kỵ binh cầm trường thương chỉ lên trời, giận dữ hét lên, âm thanh như sấm nổ, vang vọng phía chân trời. Vèo! Lúc này, liệt thiên trong tay An Nam Tĩnh đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu vàng lao ra khỏi tay, liệt thiên giống như một đạo lưu tinh chợt lóe lên, tiếp theo. Hơn 10 người kỵ binh phía xa lập tức rơi ra khỏi xích viêm. Chân phải của An Nam Tĩnh hơi thu về phía sau, tiếp theo dẫm mạnh xuống đất, toàn thân giống như một mũi tên rời cung bắn ra ngoài. Lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã đi tới trước mặt một kỵ binh dẫn đầu, sau đó đầu gối chân phải thúc vào trên đầu của tên kỵ binh kia, hắn va vào mấy kỵ binh phía sau, lôi cả đám bay ngược ra ngoài, không biết sống chết. Một gối đập bay tên kỵ binh kia xong. Chân phải của An Nam Tĩnh điểm nhẹ ở trên lưng con ngựa xích viêm của kỵ binh này, con ngựa lập tức nổ mạnh. An Nam Tĩnh lại mượn lực bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, mấy kỵ binh lại bay ra ngoài. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, cũng xông vào trong đám người, ý kiếm trong tay hắn chợt vung vẩy rất nhanh, rất nhiều đường kiếm khí không ngừng bắn ra trong đám kỵ binh. Mỗi một đường kiếm khí, gần như đều sẽ mang đi một cái đầu của người kỵ binh. Nhưng trong những kỵ binh này lại không có bất kỳ một người nào chạy trốn, thậm chí cũng không có tiếng hét thảm nào vang lên. Tử chiến. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liên thủ, thể hiện ra thực lực cơ bản là thuộc về vô địch, nhưng những kỵ binh này lại không sợ hãi, chết một người sẽ lập tức có một người khác xông lên. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cũng không nương tay, mỗi chiêu đều rất tàn nhẫn, mỗi lần ra tay đều sẽ có một người của đế quốc đỉnh Hán chết. Trên tường thành. Nam Tĩnh cùng Dương Diệp giống như sát thần thu gặt sinh mạng của kỵ binh thiết kỵ Xích Vân. Vẻ mặt Hán Hoàng thâm trầm, những cường giả kia ở bên cạnh hắn lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trong mắt mỗi người đầy vẻ kiêng kỵ. Khi kỵ binh phía dưới chết gần một nửa, Hán Hoàng đột nhiên xoay người nói với những cường giả bên cạnh, nói. Các ngươi đi đi, người nào bằng lòng đầu hàng thì đầu hàng, Dương Diệp muốn tiêu diệt là hoàng thất đế quốc đỉnh Hán ta, chỉ cần các ngươi không phản kháng. Hắn sẽ không chém tận giết tuyệt các ngươi. Hán Hoàng. Những cường giả kia quá khiếp sợ, vội vàng cúi người trước Hán Hoàng, nói. Chúng ta nguyện cùng sống cùng chết với Hán Hoàng. Hán Hoàng khoát tay áo, nói. Cho tới bây giờ, các ngươi vẫn ở đây, các ngươi đã chứng minh được lòng trung thành của mình. Ta không phải đang thử các ngươi, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liên thủ, cho dù là cảnh giới hoàng giả ra tay cũng không ngăn cản được bọn họ. Các ngươi ở đây thì đơn giản chỉ là chịu chết mà thôi. Đi đi, tất cả đều đi đi. Hán Hoàng, chúng ta chưa chắc sẽ bị thua.
Một võ tướng trầm giọng nói. Vẫn mong Hán Hoàng cho điều động Long vệ đội cùng huyết y vệ, để bọn họ phối hợp với Xích Vân kỵ cùng ra tay. Hán Hoàng lắc đầu, nói. Thế lớn của đế quốc đỉnh Hán đã mất, không có khả năng xoay chuyển tình thế nữa. Các ngươi đi bây giờ còn kịp, nếu còn chờ đợi, sợ rằng sẽ không kịp nữa. Tên võ tướng kia trầm giọng nói. Hán Hoàng, hiện tại còn có thể đứng ở bên cạnh ngài đều là người trung thành với ngài tới chết, cho nên vẫn mong Hán Hoàng đừng nói những lời này. Chúng ta bằng lòng sống chết cùng Hán Hoàng. Hán Hoàng ngây người một lát, sau đó xoay người bay về phía Hoàng Cung, nói. Quay về Hoàng Cung, bảo Long vệ đội cùng huyết y vệ chống đỡ với Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Nếu Dương Diệp muốn tiêu diệt đế quốc đỉnh Hán ta, vậy ta lại làm cho cả đại lục huyền giả chôn cùng. Suy. Theo đầu của một tên kỵ binh Xích Vân kỵ cuối cùng bị chém bay, 500 tên kỵ binh cùng 500 con ngựa Xích Vân đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Trước cửa thành, máu chảy thành sông. Dương Diệp xoay người nhìn An Nam Tĩnh bên cạnh, hắn đưa tay lau vệt máu đọng lại trên gương mặt trắng mịn của An Nam Tĩnh, sau đó xoay người cầm theo ý kiếm đã bị máu nhuộm đỏ đi về phía cửa thành. An Nam Tĩnh im lặng trong chớp mắt, sau đó đi theo. Hắn sắp gây ra họa lớn. Ở nơi nào đó ngoài thành đế đô, người áo bào màu xám trầm giọng nói. Ở bên cạnh hắn là Ân Huyên Nhi vẫn còn kinh ngạc khi thấy Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh tàn sát Xích Vân kỵ trước đó. Nghe được người áo bào màu xám nói vậy, Ân Huyên Nhi lấy lại tinh thần, sau đó nói. Quốc sư không ngăn cản hắn sao? Người áo bào màu xám lắc đầu, nói. Không ngăn cản được, người này có khuyết điểm là chuyện nhỏ nhặt cũng nhất định phải trả, nếu ta cứng rắn ngăn cản, đổi lấy chính là kết quả hắn sẽ điên cuồng trả thù. Ta không muốn nhận lấy kết quả này, cũng không chịu nổi. Ân Huyên Nhi nhíu mày, nói. Huyên Nhi không rõ. Hiện tại đại thế của đế quốc đỉnh Hán đã mất, cũng không có bất kỳ cường giả bán thánh nào, quốc sư rốt cuộc đang kiêng kỵ gì vậy? Lẽ nào, đế quốc đỉnh Hán này còn có con át chủ bài khác sao? Người áo bào màu xám nói. Cứ xem đi, người sẽ lập tức biết thôi. Ta thật ra muốn xem thử, người canh giữ mộ sẽ giải quyết chuyện này thế nào? Ân Huyên Nhi im lặng, ánh mắt nhìn về phía xa. Sau khi Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đi vào cửa thành, hai người dừng chân. Ở trước mặt bọn họ là hơn vạn binh sĩ đế quốc đỉnh Hán, trong tay những binh sĩ này đều cầm binh khí, đang sẵn sàng đón quân địch. Tránh ra! Mặt Dương Diệp không đổi sắc, ý kiếm trong tay bị máu tươi nhuộm đỏ, khí tức đẫm máu khiến cho người ta buồn nôn. Chúng ta thề sống chết bảo vệ Hán Hoàng. Hơn vạn binh sĩ giận dữ hét lên, sau đó tất cả lao về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Giống như các ngươi mong muốn. Ý kiếm trong tay Dương Diệp chợt đảo qua, một đường kiếm khí màu tím chợt lóe lên, trên 100 binh sĩ bị kiếm khí chém thành hai đoạn. Ở bên cạnh hắn, An Nam Tĩnh cũng lập tức ra tay, liệt thiên mang theo bóng thương che phủ cả bầu trời bao trùm về phía những binh sĩ kia. Tàn sát! Vẫn là tàn sát! Trong những binh sĩ này mạnh nhất chẳng qua là cảnh giới tôn giả bình thường, còn lại phần lớn đều là cảnh giới linh giả cùng cảnh giới vương giả, huyền giả ở trình độ này. Làm thế nào địch nổi Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liên thủ? Mỗi lần hai người ra tay, đều sẽ có trên 100 binh sĩ chết đi. Nhưng điều này cũng không làm cho những binh sĩ kia lùi bước, ngược lại bọn họ giống như kỵ binh Xích Vân kỵ trước đó, đều không ngừng lao về phía hai người. Đương nhiên, hành động của những binh sĩ này cũng không làm cho Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh ngừng tay. Đặc biệt là Dương Diệp, hắn ra tay càng lúc càng ngoan độc, trong mắt đã đỏ ửng, giống như một tử thần. Phía xa, Ân Huyên Nhi khẽ thở dài, nói. Những binh sĩ này đúng là trung thành với đế quốc đỉnh Hán, đáng tiếc. Người áo bào màu xám nói. Đế quốc đỉnh Hán tồn tại lâu như vậy, hơn nữa ở trung vực này, bọn họ cũng được lòng người. Chẳng qua bởi vì La Tuấn chọc tới tên sát tinh Dương Diệp này. Cho dù như vậy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới địa vị của đế quốc đỉnh Hán ở trong lòng những binh sĩ này, nhưng mà đáng tiếc. Thực lực của bọn họ yếu giống như con kiến hôi, chỉ có thể dùng tính mạng đi biểu hiện lòng trung thành của mình mà thôi. Trước đây khi Thương quốc ta bị diệt, không phải cũng có rất nhiều người như vậy sao? Ân Huyên Nhi khẽ nói. Người áo bào màu xám im lặng một lát, sau đó nói. Huyên Nhi, ta biết, trong lòng ngươi đang trách ta trước đây buông tha Thương quốc, bởi vậy mới làm cho cha mẹ ngươi phải chết. Chẳng qua ta nghĩ, trước đây cũng không phải là ta muốn buông tha Thương quốc. Chẳng qua bởi vì một vài chuyện,
ta không thể không buông tha. Những chuyện kia, nếu như sau này có cơ hội, ngươi sẽ biết được. Ân Huyền Nhi im lặng. Người áo bào màu xám lại nói. Huyền Nhi, ta cũng biết người muốn phục quốc, nhưng người tốt nhất nên từ bỏ ý định này đi, bởi vì cho dù ngươi thống nhất toàn bộ đại tục huyền giả, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ánh mắt nên nhìn xa một chút, thế giới rất lớn, còn lớn hơn sự tưởng tượng của ngươi, cũng đặc sắc hơn người tưởng tượng rất nhiều. Quốc sư, Huyền Nhi càng lúc càng nhìn không thấu ngài. Ân Huyền Nhi khẽ nói. Người áo bào màu xám nói. Ta không có ác ý với ngươi, nếu không, ngươi sẽ không tồn tại ở trên thế gian này. Ta nhìn Nua Uy lớn lên, ta hy vọng ngươi có thể có một kết cục tốt. Ân Huyền Nhi liếc nhìn người áo bào màu xám, sau đó ánh mắt nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh phía xa. Lúc này trong lối vào cửa thành, thầy phơi khắp nơi, máu tươi chảy xuống giống như một đầm nước, mùi máu tanh tràn ngập trên không trung, cho dù người ở ngoài vài dặm cũng có thể ngửi thấy được rõ ràng. Một vạn binh sĩ, không còn một người, tất cả đều bị giết chết. Tóc của Dương Diệp đã bị nhuộm đỏ, ý kiếm trong tay càng giống như một thanh kiếm bằng máu, đỏ một cách kỳ lạ. Rất nhiều sát khí không ngừng tràn ra khỏi cơ thể hắn, nhìn qua, lúc này Dương Diệp lại giống như một ma quỷ. An Nam Tĩnh đỡ hơn nhiều, dù sao nàng là nữ nên ở trong quá trình giết người, nếu có thể tránh được thì nàng đều sẽ cố gắng tránh, không cho máu kia bắn lên người nàng. Cho dù như vậy, nhưng lúc này nhìn qua nàng cũng giống như một nữ ma đầu. Liệt Thiên trong tay nàng cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, thành một thanh thương màu đỏ, áo bào trắng của nàng cũng đầy những vết máu, đặc biệt là mái tóc đuôi ngựa sau đầu của nàng, chẳng biết lúc nào, đã trở thành màu đỏ. Dương Diệp xoay người nhìn về phía An Nam Tĩnh, màu đỏ trong mắt giảm đi, hắn nói. Nàng có thích giết người không? An Nam Tĩnh hơi trầm ngâm, nói. Không thích, cũng không ghét. Dương Diệp nói. Đây là một con đường máu, nàng thật sự muốn cùng ta tiếp tục đi nữa sao? Dù có 10 vạn người tới, ta cũng giết. An Nam Tĩnh nhìn thẳng vào Dương Diệp, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng lại lộ rõ sự kiên định không cho phép người khác được nghi ngờ. Dương Diệp cười ha ha, nói. Được, hôm nay đế quốc đỉnh Hán có bao nhiêu người tới, ta lại giết bấy nhiêu người, giết, giết cho tới khi chúng thây phơi khắp nơi, chiến đấu, chúng ta lại chiến đấu đạt tới đỉnh cao của bất bại. Âm thanh được huyền khí gia tăng nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía xung quanh, không bao lâu, phạm vi mấy trăm dặm đều vang vọng giọng nói của Dương Diệp. Đột nhiên, phía xa xuất hiện 100 huyền giả mặc áo choàng màu đỏ, trong tay cầm liêm đao. Khi 100 huyền giả này xuất hiện, máu cùng sát khí Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh xung quanh tự nhiên run rẩy. Đây là huyết y vệ của đế quốc đỉnh Hán, năm tổ chức bị giết ở Nam vực đều là do bọn họ gây ra, bọn họ rất thần bí, An gia ta cũng có rất ít tư liệu về bọn họ, chỉ biết bọn họ tu hành công pháp rất thần bí, rất kỳ lạ, không có nguy cơ diệt quốc, sẽ không dễ dàng điều động tới huyết y vệ. Bởi vì nó cùng Long vệ đội được xem là con bài chưa lật cuối cùng đế quốc đỉnh Hán. An Nam Tĩnh nói. Gào. Đúng lúc này, chân trời phía xa đột nhiên truyền đến tiếng rồng ngâm, tiếp theo, một số rồng lớn với hình dáng giống như ngọn núi xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Có khoảng 100 con rồng lớn xuất hiện ở trên không trung và che khuất bầu trời. Trên lưng những con rồng lớn này đều có một huyền giả mặc giáp đen, trong tay cầm trường cung, thân đeo túi đựng tên. Dương Diệp nhíu mày, bởi vì những rồng lớn không phải sống, mà là rồng xương, lại giống như thi tổ vậy. Dương Diệp. Lúc này, trong những huyết y vệ phía xa đột nhiên có một huyền giả mặc trang phục dính máu đi ra. Trang phục của hắn không giống với những huyền giả khác, áo choàng của hắn màu đỏ sậm, liềm đao trong tay hắn cũng lớn hơn các thành viên huyết y vệ khác. Hắn dẫn theo các huyết y vệ phía sau, chậm rãi đi về phía Dương Diệp, vừa đi vừa nói. Chúng ta biết ngươi cùng nữ nhân này rất mạnh, các ngươi liên thủ rất có khả năng sẽ khiến chúng ta bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng ta bảo đảm. Trước khi toàn đội quân của chúng ta bị hủy diệt, nhất định có thể làm cho ngươi cùng nữ nhân này phải trả cái giá rất đắt. Ta cũng bảo đảm, ngươi không có cơ hội đó đâu. Khi giọng nói của Dương Diệp vừa dứt, hắn đã xuất hiện ở trước mặt người kia, cùng lúc đó, huyết kiếm màu đỏ tươi trong tay lập tức đâm tới. Huyền giả kia phản ứng không chậm, khi Dương Diệp đi tới trước mặt của hắn, liềm đao trong tay hắn đột nhiên chém xuống, va chạm vào ý kiếm của Dương Diệp. Bành! Liêm đao chấn động mạnh, tên huyền giả kia liên tục lùi lại 10 bước, Dương Diệp lại không hề nhúc nhích.
Khi Dương Diệp đang muốn thừa thắng xông lên, trên trăm đường huyết quang đột nhiên chém tới, hai mắt Dương Diệp híp lại, ý kiếm trong tay chợt bổ xuống. Ầm. Huyết quang bị đánh tan, Dương Diệp liên tục lùi lại hơn 10 bước, ý kiếm trong tay hắn bắt đầu có vết nứt. Vèo. Đột nhiên, một mũi tên màu vàng từ phía chân trời bắn ra, trong chớp mắt lại tới trước mặt Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, ý kiếm trong tay gạt ra, va chạm vào mũi tên này. Ầm. Mũi tên nổ ra, lực va chạm quá mạnh làm cho Dương Diệp liên tục lùi lại 10 bước. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cách đó không xa là một người đàn ông mặc giáp đen đang nhìn hắn, mũi tên lúc trước chính là do người đàn ông mặc giáp đen này bắn ra. Nhìn những con rồng xương kia, Dương Diệp vận chuyển máu của Long Tổ trong cơ thể, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng. Rất nhanh, hắn hiểu rõ, những con rồng kia đều không phải là sinh vật còn sống, nếu không sống sót, tất nhiên không bị uy áp huyết mạch của hắn ảnh hưởng. Chết đi. Đột nhiên, An Nam Tĩnh bên cạnh Dương Diệp quát lên một tiếng, tiếp theo, liệt thiên trong tay nàng trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu vàng bắn ra. Phía chân trời truyền đến một tiếng hét thảm, người đàn ông mặc giáp đen cùng con rồng xương kia trực tiếp nổ nát. Chém. Lúc này, những huyết y vệ phía xa đột nhiên gầm lên giận dữ, tiếp theo, huyết quang đầy trời bao trùm về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Trong mắt Dương Diệp hiện lên sự hung ác, đưa tay nắm chặt, ý kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, ý kiếm nút vào vỏ, sau đó chợt rút ra. Một đường kiếm khí màu tím bắn ra, va chạm vào mảnh huyết quang này. Ầm, kiếm khí cùng mảnh huyết quang này vừa chạm vào nhau lại nổ mạnh, sóng khí mạnh mẽ điên cuồng khuếch tán ra xung quanh, những căn nhà cùng mặt đất lập tức bị sóng khí này phá hủy, không đầy một hơi thở, tất cả kiến trúc trong vòng trăm dặm tất cả hóa thành đống đổ nát. An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó những con rồng xương, lại nhìn những huyết y vệ tập hợp thành một trận hình kỳ lạ phía xa, nói. Ngươi chọn bên nào? Nàng chọn trước đi. Dương Diệp nói. An Nam Tĩnh cũng không nói nhiều, gật đầu, sau đó chân phải chợt đạp một cái, toàn thân hóa thành một đường ánh sáng màu vàng phóng lên cao, liệt thiên trong tay chợt đâm về phía không trung một cái, bóng thương đầy trời nhanh chóng hiện ra. Một con rồng xương cùng huyền giả mặc áo giáp đen dẫn đầu long vệ đội lập tức bị những bóng thương kia bao phủ, sau đó trên không trung vang vọng một tiếng kêu thảm thiết. Giết! Đúng lúc này, những huyết y vệ phía xa đột nhiên giận dữ hét lên, tiếp theo, tất cả hóa thành từng huyết quang chớp hiện, lao về phía Dương Diệp. Ý kiếm của Dương Diệp cắm vào vỏ kiếm cổ, kiếm ý toàn thân điên cuồng tuôn ra, nói. Có một người ngăn cản ta lại giết một người, có người của một thành ngăn cản ta. Hôm nay ta lại giết cả tòa thành. Ong! Tiếng kiếm vang vọng. Dương Diệp không có lựa chọn để cho đại quân Nam vực giúp, bởi vì như vậy sẽ có tổn thất rất lớn. Còn nữa, hắn có lòng tin vào mình cùng An Nam Tĩnh. Lần này, cuộc chiến đấu cũng không nghiêng về một phía như trước nữa. Bất kể là huyết y vệ hay long vệ đội, không có bất kỳ một người nào có thể một mình chiến đấu với Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Nhưng huyết y vệ này cùng long vệ đội kết hợp lại. Có thể chống lại Dương Diệp và An Nam Tĩnh, chỉ ít Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh không có khả năng dễ dàng giết người như trước nữa. Phía xa, Ân Huyên Nhi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người áo bào màu xám, nói. Quốc sư, nếu như bây giờ để cho những vệ sĩ Hoàng Kim ra tay, Dương Diệp này cùng An Nam Tĩnh có khả năng sẽ bị đẩy lùi. Người áo bào màu xám nói. Huyết y vệ cùng long vệ đội này không tệ, nhưng không ngăn cản được Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Ngươi không phát hiện sao, cho tới bây giờ, Dương Diệp cũng không có dùng tới trấn giới thạch, cũng không có thi triển ra kiếm vực. Còn cả An Nam Tĩnh này nữa, cho tới bây giờ, nàng cũng không có thi triển bất kỳ huyền kỹ nào, cũng chỉ là công kích bình thường mà thôi. Sắc mặt Ân Huyên Nhi thoáng biến đổi, nói. Ý cả quốc sư là bọn họ căn bản chưa nghiêm túc chiến đấu sao? Người áo bào màu xám nói. Lúc trước, khi bọn họ giao đấu với ta, cũng không thật sự dốc hết toàn lực. Vì sao? Ân Huyên Nhi không hiểu. Người áo bào màu xám nói. Muốn mạnh hơn, cũng chỉ có chiến đấu không ngừng, mới làm cho một nhân tài có thể nhanh chóng trưởng thành. Ở một nơi xa xôi, nơi đó có một ít thiên tài của gia tộc, từ khi bọn họ có thể đi, sẽ được đưa vào một ít trại huấn luyện tàn khốc để bắt đầu huấn luyện, bọn họ trưởng thành trong những cuộc chiến đấu không ngừng. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh ở thế giới này rất mạnh. Đi chỗ đó, coi như là thiên tài hiếm có, nhưng lại không thể tính là đứng đầu. Quốc sư,
những thiên tài thế giới kia còn có người mạnh hơn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh sao? Trong mắt Ân Huyên Nhi lộ ra vẻ khiếp sợ. Người áo bào màu xám nói. Huyên Nhi, người phải nhớ kỹ một điều. Thế giới này không có thiên tài nhất, chỉ có thiên tài hơn. Cũng không có người mạnh nhất, chỉ có người mạnh hơn. Quốc sư không phải là người của đại lục huyền giả, đúng không? Ân Huyên Nhi nhìn thẳng vào người áo bào màu xám, hỏi. Người áo bào màu xám nói. Người cũng không phải. Ân Huyên Nhi. Suy. Ý kiếm trong tay Dương Diệp lướt qua cổ của một huyết y vệ, đầu của tên huyết y vệ này lập tức bay ra ngoài, nhưng lập tức lại có một gã huyết y vệ khác nhào tới. Giết! Trong đầu Dương Diệp chỉ có ý nghĩ này, đối với hắn, người ngăn cản ở trước mặt hắn đều đáng giết. Lúc này hắn đã không thể thi triển kiếm khí, bởi vì lúc này trong cơ thể hắn đã không có bất kỳ huyền khí nào, cho dù có đá năng lượng siêu phẩm cũng không đủ cung cấp kiếm khí cho hắn. Bây giờ... hắn chỉ có thể đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể cùng phòng ngự thân thể. Hết người này tới người khác ngã ở dưới chân của hắn, nhưng ý chí của hắn lại vững như bàn thạch. Bởi vì, kẻ địch chính là để giết. Số lượng người của huyết y vệ càng lúc càng ít, không đến 15 phút, trong 100 người đã chết hơn 20 người. Mà ở trong quá trình này, toàn thân Dương Diệp không biết đã trúng bao nhiêu liêm đao, nhưng hắn vẫn cứng rắn đỡ lấy. Bây giờ hắn đã hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Người chém ta một liêm đao, ta lại cho ngươi một kiếm. Kết quả chính là đối phương chết, hắn còn sống. Vào giờ phút này, ưu thế của cơ thể mạnh mẽ đã được thể hiện ra. Chém. Lúc này, huyền giả dẫn đầu huyết y vệ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó liêm đao trong tay hắn hóa thành một đường huyết quang chém về phía Dương Diệp. Y kiếm của Dương Diệp chợt bổ xuống, đường huyết quang này tiêu tan, liêm đao cũng ầm ầm nổ tung. Dương Diệp lại liên tục lùi lại chừng 10 bước. Sau khi hai bên kéo dài khoảng cách, đám người huyết y vệ này nhanh chóng tập trung lại một chỗ, huyền giả dẫn đầu huyết y vệ trầm giọng nói. Huyết y vệ chúng ta chém giết rất nhiều cường giả cảnh giới hoàng giả, ngay cả cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm cũng đã từng ngã ở trong tay chúng ta. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại lại thua trong tay một huyền giả cảnh giới tôn giả như ngươi. Không hổ danh là thiên tài kiếm đạo mạnh nhất sau tố sư của kiếm tông. Dương Diệp liếc bầu trời. Lúc này An Nam Tĩnh không ngừng chợt hiện lao qua không trung, mỗi lần liệt thiên vung lên, những huyền giả cùng rồng xương của Long vệ đội đều không chết cũng bị thương. An Nam Tĩnh bị bao vây tấn công, nhưng nàng lại nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Hơn nữa cho dù nàng không có phòng ngự thân thể như của Dương Diệp, nhưng ý thức chiến đấu của nàng lại phải mạnh mẽ hơn Dương Diệp, chung quy có thể dự đoán trước hành động của địch. Cho nên, cơ bản không bị thương tích gì, điều này làm cho Dương Diệp hoàn toàn yên lòng. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nắm ý kiếm trong tay và chậm rãi đi về phía những huyết y vệ, đá năng lượng trong lòng không ngừng tản ra năng lượng vọt về phía trong cơ thể hắn. Loại thời điểm này, nói nhảm cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Những huyết y vệ không có khả năng đầu hàng, càng không thể nào rút đi. Cho nên... hắn muốn tiêu diệt hoàng thất của đế quốc đỉnh Hán thì chỉ có thể chém tận giết tuyệt những người này. Lúc này, huyền giả dẫn đầu huyết y vệ đột nhiên nói. Các vị, cho dù cường giả cảnh giới hoàng giả cũng khó có thể tổn thương đến cơ thể của người này, chúng ta tiếp tục chiến đấu nữa cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Hán hoàng có ơn tái tạo đối với chúng ta. Các vị, giờ phút này là giờ phút chúng ta báo ơn. Tất cả mọi người, bất chấp mọi giá tiêu diệt người này. Bất chấp tất cả mọi giá. Giết! Huyền giả huyết y vệ này vừa mới nói xong, một huyền giả huyết y vệ đột nhiên lao ra, sau đó hóa thành một đường huyết quang bắn nhanh về phía Dương Diệp. Khi cách Dương Diệp có hai trượng, tên huyền giả huyết y vệ này đột nhiên căng phồng lên, tiếp theo nổ tung. Cả người tên huyền giả huyết y vệ đột nhiên nổ mạnh, một đạo huyết quang khủng khiếp giống như gió bão cuốn về phía Dương Diệp, nó đi qua nơi nào? Không gian chấn động, xuất hiện hiện tượng vô cùng kinh người. Tự nổ à? Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, hắn không nghĩ tới huyết y vệ này tự nhiên tự nổ. Nhìn trận gió bão huyết quang này, hắn không dám khinh thường, hai tay nắm chặt ý kiếm, sau đó chợt chém xuống. Bành! Ý kiếm chấn động mạnh. Tiếp theo, hai chân của Dương Diệp trượt trên mặt đất liên tục lui lại chừng 10 trượng mới dừng lại được. Mà lúc này, ý kiếm của hắn đã xuất hiện vài vết nứt. Giết! Mà vào lúc này, lại có một huyền giả huyết y vệ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó hắn giống như huyền giả huyết y vệ trước đó, cơ thể đột nhiên căng phồng rồi nổ mạnh.
lại là một trận gió bão huyết quang khủng khiếp cuốn về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, ý kiếm trong tay bắn ra nhanh như điện chớp, va chạm cùng trận gió bão huyết quang này. Một tiếng động lớn vang lên, ý kiếm cùng trận gió bão huyết quang này nổ tung, sóng khí mạnh chấn động làm Dương Diệp lại liên tục lùi lại. Giết! Giết! Tiếp theo, từng tiếng gầm thét giận dữ vang lên trong không trung, từng huyết y vệ điên cuồng đánh về phía Dương Diệp, sau đó lại tự nổ. Có bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Một, nghe được phía dưới vang lên từng tiếng nổ lớn kinh thiên, An Nam Tĩnh đang chiến đấu kịch liệt trên không trung, sắc mặt chợt biến đổi, liệt thiên trong tay quét ngang, một ánh thương nửa vòng tròn nhanh chóng hiện ra, mấy huyền giả long vệ đội ngăn cản ở trước mặt nàng lập tức bị đánh cho rơi xuống. An Nam Tĩnh nhìn xuống dưới, lúc này phía dưới đã bị trận gió bão huyết quang bao phủ. Ở trong gió bão huyết quang vẫn đang không ngừng vang lên từng tiếng nổ lớn do huyền giả huyết y vệ tự nổ. Chỉ mấy chục hơi thở, tất cả huyền giả huyết y vệ đều tự nổ. Mỗi một huyền giả huyết y vệ đều là cảnh giới tôn giả định phong, hơn nữa bọn họ lại tu luyện bí pháp được đế quốc đỉnh Hán truyền từ viễn cổ xuống, bởi vậy, thực lực của mỗi người bọn họ đều vượt xa cường giả cảnh giới tôn giả bình thường. Cứ như vậy, bọn họ tự nổ cũng khủng khiếp hơn huyền giả bình thường. Từng trận gió bão huyết quang xuất hiện, lối vào ở cửa thành rất nhanh trở thành một vòng xoáy gió bão huyết quang, tất cả công trình kiến trúc ở xung quanh những vòng xoáy gió bão huyết quang này bị uy áp của năng lượng cường đại này trực tiếp ép thành bột mịn. Về phần Dương Diệp ở trong vòng xoáy gió bão huyết quang. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, An Nam Tĩnh hơi lo lắng. Đúng lúc này, một đường kiếm quang trong vòng xoáy gió bão huyết quang này phóng lên cao, tiếp theo, 10.000 đường kiếm quang cũng phóng lên cao. Chỉ chớp mắt, những vòng xoáy gió bão huyết quang đã bị những kiếm quang đâm thủng rất nhiều lỗ, chẳng bao lâu, những vòng xoáy gió bão huyết quang lại chậm rãi tiêu tan. Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lúc này dáng vẻ của Dương Diệp thực sự có chút chật vật, ý kiếm trong tay hắn vỡ vụn, hai bên khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trang phục đã không thể che được cơ thể, lộ ra từng mảng vảy rồng lớn, dưới những vảy rồng này lại đang tràn ra chất lỏng màu đỏ. Dương Diệp lau máu tươi bên mép, sau đó hai mắt khép hờ. Lần này, hắn hiểu rõ, cơ thể của hắn rất mạnh, còn mạnh hơn cường giả cảnh giới hoàng giả. Nhưng rất mạnh không có nghĩa là vô địch, cơ thể của hắn vẫn sẽ bị thương. Người, rất nhiều người đều có tính lười biếng cùng tính dễ quên. Có vài đạo lý, lúc đó bọn họ sẽ cảm thấy rất có đạo lý, lúc đó cũng sẽ nhớ kỹ, nhưng có lẽ không bao lâu, nếu như không có chuyện hoặc người thúc giục. Bọn họ sẽ quên. Trước đó, những huyền giả huyết y vệ tự nổ đã tổn thương đến hắn. Nhưng hắn vốn cho rằng những người kia tự nổ không thể tổn thương được hắn, nhưng hắn sai rồi. Bởi vậy, hắn đã phải trả giá. Dương Diệp hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, nói. Vì sao, ta cảm thấy võ đạo của mình mới chỉ vừa bắt đầu chứ? Bành! An Nam Tĩnh hạ xuống bên cạnh hắn, hỏi. Ngươi không sao chứ? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Ta không bị thương nặng, còn nàng thì sao? An Nam Tĩnh quan sát Dương Diệp, xác nhận hắn nói không dối, lúc này mới nói. Không sao, bọn họ không tổn thương được ta. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía những huyền giả long vệ đội đã dương cung ghi tên ngắm chuẩn hai người bọn họ, nói. Chúng ta vẫn tiếp tục giết sao? Dương Diệp nói. Nàng chán ghét à? An Nam Tĩnh lắc đầu, nói. Ta đã từng nói, ta sẽ đi cùng ngươi. Dương Diệp cười ha ha, sau đó thò tay nắm chặt, ý kiếm tập trung ở trong tay, hắn nói. Đương nhiên là giết rồi. Hôm nay, ta thật ra muốn xem thử, những người trung thành với đế quốc đỉnh Hán chết hết bao nhiêu. Nói xong, hắn và kiếm phóng lên cao, xông về phía những long vệ đội kia. Có bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Mặt An Nam Tĩnh không đổi sắc. Chân phải chợt đạp một cái, mặt đất lập tức sụp xuống, bản thân nàng lại hóa thành một đường ánh sáng màu vàng phóng lên cao, đi theo Dương Diệp. Phía xa, Ân Huyên Nhi không nhìn An Nam Tĩnh và Dương Diệp nữa, khẽ nói. Bán thánh không xuất hiện, không người nào có thể ngăn cản hai người bọn họ. Người áo bào màu xám nói. Dương Diệp là một người điên, còn muốn điên hơn cả tổ sư của Kiếm Tông. Hắn người có tính cách điên như vậy. Sẽ làm cho càng nhiều người thù hằn với hơn. Có vài người hắn chọc nổi, nhưng có nhiều người thì hắn không chọc nổi. Trong các thiên tài tuyệt thế, khi chưa thật sự trưởng thành sẽ rất yếu, rất dễ dàng bị loại bỏ.
Giống như thánh địa, nếu như bọn họ bất chấp tất cả mọi giá, lại có thể dễ dàng giết chết Dương Diệp, còn có người canh giữ mộ này nữa. Chẳng qua bọn họ tạm thời không muốn trả giá, cũng không dám. Ân Huyên Nhi nhìn về phía người áo bào màu xám, nói. Đây là nguyên nhân quốc sư không động tới hắn sao? Người áo bào màu xám nói. Lôi kéo không, cũng không cần lôi kéo nữa. Tính cách của hắn rất giỏi gây ra họa, cũng quá cực đoan, chỉ vài lời không hợp lại rút kiếm chỉ về phía nhau, ta không muốn mang tới một sát tinh cho sư môn. Ân Huyên Nhi im lặng, không nói chuyện vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp. Chuyện này, nàng chưa nói cùng với bất kỳ kẻ nào, bao gồm của quốc sư người trước mắt này đã từng được nàng vô cùng tín nhiệm. Trước đây, sở dĩ nàng không nói, là bởi vì nàng biết, nếu để cho quốc sư hoặc người khác biết bí mật kia của Dương Diệp tuyệt đối sẽ nguy hiểm tính mạng. Bây giờ không nói, bởi vì nàng cảm giác quốc sư trước mắt này càng lúc càng xa lạ, nói đơn giản một chút chính là không tin tưởng được. Chết sạch rồi. Lúc này, người áo bào màu xám đột nhiên nói. Ân Huyên Nhi thu hồi mạch suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lúc này phía chân trời chỉ còn lại có Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Dưới đất là thi thể của từng bộ xương rồng khổng lồ cùng huyền giả long vệ đội. Dương Diệp lấy ra mấy chục viên đá năng lượng siêu phẩm đặt ở trong tay của An Nam Tĩnh, sau đó nắm ý kiếm màu đỏ trong tay đi về phía xa. An Nam Tĩnh lập tức đuổi theo. Quả thật nên gọi hắn là kiếm ma. Nhìn bóng lưng của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, người áo bào màu xám nói. Kiếm hoàng ở các triều đại, không có bất kỳ một người nào thích giết chóc giống như hắn vậy. Cũng khó trách thiên đạo của thế giới này sẽ không tha cho hắn, thực lực cùng tiềm lực như thế lại có tâm tính điên cuồng, ai có thể chứa chấp hắn chứ? Không tha cho hắn, hắn sẽ nghịch thiên. Ân Huyên Nhi nói. Ta tin tưởng sâu sắc điều đó. Người áo bào màu xám nói. Chỗ giống nhau giữa hắn cùng với tổ sư của kiếm tông là bọn họ đều thuộc về thiên tài kiếm đạo, khác nhau là Dương Diệp ngoan độc hơn Tiêu Giao Tử. Đối với hắn, bất kể là người tốt hay là người xấu, chỉ cần đối địch với hắn đều đáng chết. Cho dù Tiêu Giao Tử cũng sát phạt quyết đoán, nhưng trong lòng dù sao vẫn có lòng nhân từ, nếu không, trước đây cũng sẽ không bỏ qua để quốc đỉnh hắn. Nếu như Dương Diệp đổi vị trí cho tổ sư của kiếm tông trước đây, năm đó, đế quốc đỉnh hắn có khả năng đã bị tiêu diệt rồi. Quốc sư hy vọng hắn còn sống, hay là hy vọng hắn sẽ chết? Ân Huyên Nhi đột nhiên nói. Người áo bào màu xám không chút do dự nói. Sống sót, bởi vì sự hiện hữu của hắn sẽ làm thánh địa trả cái giá vô cùng nặng nề. Quốc sư có thù oán cùng thánh địa sao? Ân Huyên Nhi hỏi. Người áo bào màu xám nói. Có một số việc. Đến nơi lúc thì ta sẽ nói cho người biết. Ân Huyên Nhi không nói thêm lời nào, ánh mắt nhìn về phía An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp. Mục đích của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh là Hoàng cung đế quốc đỉnh Hán, dọc đường đi, thỉnh thoảng sẽ có huyền giả đi ra đánh lén hai người. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ, đều sẽ chết. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh dừng lại cách Hoàng cung đế quốc đỉnh Hán khoảng 10 dặm, ở trước mặt bọn họ không xa có ít nhất 3 vạn huyền giả đang đứng. Phần lớn những huyền giả này đều có cảnh giới vương giả, trong đó cũng có cảnh giới linh giả cùng cảnh giới tôn giả. Một cường giả cảnh giới tôn giả dẫn đầu rút trường kiếm chỉ thẳng vào Dương Diệp, nói. Dương Diệp, chúng ta biết đám người chúng ta không ngăn cản được ngươi. Nhưng ngươi muốn diệt đế quốc đỉnh Hán ta, nhất định phải bước qua xác của chúng ta đã. Vèo. Một đường kiếm khí cắt qua không trung, tiếp theo, đầu của tên huyền giả cảnh giới tôn giả kia trực tiếp bay ra ngoài. Tất cả mọi người kinh hãi. Dương Diệp lại cắm ý kiếm vào vỏ kiếm cổ, sau đó vung tay phải lên, một bản đồ cổ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bản đồ cổ này tất nhiên chính là Càn Khôn Đồ. Trước đó, khi Nam Vực cùng đế quốc đỉnh Hán giao chiến, hắn làm cho Càn Khôn Đồ này trở lại Nam Vực. Cho dù vòng xoáy nhỏ của hắn cũng có công hiệu của Càn Khôn Đồ này, nhưng vấn đề là vòng xoáy nhỏ không phải là kẻ để hắn tuyệt đối tín nhiệm, càng không thể để cho đối phương biết được. Càn Khôn Đồ khôi phục thành hình người, tiếp theo vung tay phải lên, hơn vạn cường giả cảnh giới tôn giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn dẫn đầu Đinh Thược Dược nói. Hễ là ngươi phản kháng, hoặc đối địch, giết không cần khuyên hàng, hiểu chưa? Trong mắt của Đinh Thược Dược lóe lên một tia do dự, mặc dù trong lòng rất không đồng ý với cách làm của Dương Diệp, nhưng nàng vẫn không chống lại Dương Diệp ngay trước mọi người, chỉ khẽ gật đầu. Giết! Đinh Thược Dược xoay người nhìn về phía đám huyền giả đế quốc đỉnh Hán kia,
tiếng ra lệnh lạnh như băng truyền ra ngoài. Giết! Hơn 10.000 tên cường giả cảnh giới tôn giả trực tiếp xé rách không gian đi tới giữa đám binh sĩ đế quốc đỉnh Hán kia, tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên ở trong không trung. Dương Diệp không nhìn cảnh tượng này, xoay người nhìn Càn Khôn Đồ hóa thành hình người, nói. Làm phiền Đồ lão coi chừng một chút, nếu như thấy tình hình có thay đổi, trực tiếp mang bọn họ đi, sử dụng dược liệu đặc biệt, bất kể như thế nào cũng phải bảo đảm an toàn của bọn họ. Ninh Thược Dược liếc nhìn Dương Diệp, không nói gì. Đồ lão khẽ gật đầu, nói. Đồ lão nhìn Dương Diệp, trong lòng xúc động vô cùng. Trước đây không lâu, Dương Diệp thậm chí không có cách nào chống lại được cảnh giới hoàng giả. Nhưng bây giờ, cho dù là hắn cũng hoàn toàn không có lòng tin có thể chiến thắng được Dương Diệp. Tốc độ Dương Diệp nâng cao làm cho hắn cũng phải thấy líu lưỡi. Ngươi yên tâm về bọn họ đi, ta đã phong tỏa khí tức ở trên thân của tất cả đám người bọn họ, chỉ cần có vấn đề, ta sẽ kéo bọn họ đến trong thế giới của Càn Khôn Đồ. Ngược lại ngươi đấy, bản thân ngươi cẩn thận, từ khi mới bắt đầu, đế đô thành này đột nhiên làm cho ta cảm giác khó chịu, ta cũng không nói được là rốt cuộc có chuyện gì, nói chung, bản thân ngươi phải cẩn thận. Còn nữa, cẩn thận cường giả cảnh giới hoàng giả của đế quốc đỉnh Hán. Ninh Thược Dược trầm giọng nói. Đến khi diệt quốc sẽ không có giao hẹn gì đáng nói nữa. Về đạo lý này, đế quốc đỉnh Hán không có khả năng không rõ. Nhưng đến bây giờ, vẫn không có cường giả cảnh giới hoàng giả ra tay với ngươi, điều này rất không tầm thường. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn cũng biết, sự tình có chút không bình thường, nhưng bây giờ, chẳng lẽ phải thu binh quay về Nam vực sao? Hắn chỉ có thể đi tới. Dương Diệp nói, đi thôi. Để cho chúng ta xem đế quốc đỉnh Hán này rốt cuộc có con át chủ bài nào, có thể làm cho quốc sư trước đó phải kiêng kỵ như vậy. Nói xong, hắn cùng An Nam tính thoáng di chuyển, nhanh chóng lao về phía hoàng cung của đế quốc đỉnh Hán rời đi. Rất nhanh, hai người tới nơi. Cường giả đến từ dưới lòng đất. 1. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng cung của đế quốc đỉnh Hán không có một ai, không có chút sinh khí nào, hoàn toàn yên tĩnh. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đứng ở trước thềm đá bên ngoài đại điện hoàng cung, chân mày đều nhíu lại. Cẩn thận! An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Có điều gì đó không ổn. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hai người chợt hiện mấy lần đã đi tới trong đại điện hoàng cung, trên long ở trên đại điện chỉ có một người ngồi, đó chính là Hán Hoàng. Hán Hoàng tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ửng, nhìn qua có chút dữ tợn. Dương Diệp! Người biết vì sao trước đây tổ sư của kiếm tông không tiêu diệt đế quốc đỉnh Hán ta hay không? Hán Hoàng nói. Dương Diệp nói. Ta không có hứng thú biết điều đó. Hắn nói xong, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Hán Hoàng cười, lộ ra vẻ dữ tợn, nói. Bởi vì hắn không dám. Ha ha, người có không tin. Đúng vậy, hắn không dám. Ban đầu, hắn ở đại lục huyền giả đã đánh khắp thiên hạ không có ai là địch thủ. Nhưng lại không dám tiêu diệt đế quốc đỉnh Hán ta. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì đế quốc đỉnh Hán ta có nhân vật khiến hắn cũng phải e ngại. Nếu như là thật, đế quốc đỉnh Hán ngươi cũng không sa sút đến tình trạng này. Dương Diệp nói. Hán Hoàng đứng dậy, cơ thể thoáng di chuyển và rơi vào trước mặt Dương Diệp, sau đó chân phải nhẹ nhàng bước trên nền đá xanh, trong như gương và phát ra ánh sáng kia, hắn nói. Phía dưới này có một người. Hắn đã từng lấy sức lực của một người chém giết hơn 10 cường giả cảnh giới thánh giả của đại lục huyền giả. Hắn, một mình hắn thiếu chút nữa tiêu diệt toàn bộ đại lục huyền giả. Cuối cùng, hắn bị đế quốc đỉnh Hán ta tổ tiên phong ấn ở đây, chỉ có máu của hoàng thất đế quốc đỉnh Hán ta mới có thể mở được phong ấn này. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ hoàng cung đại điện chấn động mãnh liệt, mặt đất giống như cuộn sóng không ngưng lên xuống. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải kéo tay An Nam Tĩnh. Chấp hiện lao về phía sau, rời khỏi đại điện kia. Thần sắc của hai người cực kỳ nghiêm trọng. Phía xa, huyền khí trong cơ thể của người áo bào màu xám điên cuồng phun ra, khẽ nói. Rốt cuộc vẫn phải ra rồi. Ai vậy? Ân Huyên Nhi hỏi. Một kẻ đến cùng một thế giới với huyền giả nghịch trùng, nhưng không phải là cường giả huyền giả nghịch trùng, người canh giữ mộ gặp nguy hiểm rồi. Người áo bào màu xám trầm giọng nói. Ân Huyên Nhi thầm dùng mình, bởi vì từ trong giọng nói của người áo bào màu xám nàng cảm nhận được sự nghiêm trọng, còn có một chút kiêng kỵ. Ha ha!
Trong đại điện truyền đến tiếng cười to đầy điên cuồng của Hán Hoàng, nói. Dương Diệp, ngươi không phải muốn tiêu diệt Hoàng Thất Đế Quốc Đỉnh Hán ta sao? Không cần người tiêu diệt, bây giờ thành viên của Hoàng Thất Đế Quốc Đỉnh Hán ta đã đều tự sát. Ha ha, đại lục huyền giả này, sau này cũng không có Đế Quốc Đỉnh Hán nữa, cũng không có huyết mạch La Gia ta nữa. Nhưng không sao, bởi vì người cùng Nam Vực, còn có toàn bộ đại lục huyền giả sẽ chôn cùng chúng ta, ha ha. Theo tiếng cười của Hán Hoàng vừa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên ở trong đại điện, tiếp theo, toàn bộ hoàng cung ầm ầm sụp xuống. Trong phút chốc, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện. Ở xung quanh Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động, không chỉ hoàng cung của Đế quốc Đỉnh Hán, toàn bộ đế đô cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Vô số người kinh hãi nhìn về phía hoàng cung của Đế quốc Đỉnh Hán. Rắc rắc, cách Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh 10 trượng. Trên mặt đất đột nhiên tách ra, vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng rộng tới mấy trăm trượng. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng cung của Đế quốc Đỉnh Hán không có một ai, không có chút sinh khí nào, hoàn toàn yên tĩnh. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đứng ở trước thềm đá bên ngoài đại điện Hoàng cung, chân mày đều nhíu lại. Cẩn thận! An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Có điều gì đó không ổn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó hai người chợt hiện mấy lần đã đi tới trong đại điện Hoàng cung, trên long ở trên đại điện chỉ có một người ngồi, đó chính là Hán Hoàng. Hán Hoàng tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ửng, nhìn qua có chút dữ tợn. Dương Diệp, người biết vì sao trước đây tổ sư của Kiếm Tông không tiêu diệt Đế quốc Đỉnh Hán ta hay không? Hán Hoàng nói. Dương Diệp nói. Ta không có hứng thú biết điều đó. Hắn nói xong, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Hán Hoàng cười, lộ ra vẻ dữ tợn, nói. Bởi vì hắn không dám. Ha ha, người có không tin. Đúng vậy, hắn không dám. Ban đầu, hắn ở đại lục huyền giả đã đánh khắp thiên hạ không có ai là địch thủ, nhưng lại không dám tiêu diệt Đế quốc Đỉnh Hán ta. Người biết tại sao không? Bởi vì Đế quốc Đỉnh Hán ta có nhân vật khiến hắn cũng phải e ngại. Nếu như là thật, Đế quốc Đỉnh Hán ngươi cũng không sa sút đến tình trạng này. Dương Diệp nói. Hán Hoàng đứng dậy, cơ thể thoáng di chuyển và rơi vào trước mặt Dương Diệp, sau đó chân phải nhẹ nhàng bước trên nền đá xanh, trong như gương và phát ra ánh sáng kia, hắn nói. Phía dưới này có một người, hắn đã từng lấy sức lực của một người chém giết hơn 10 cường giả cảnh giới thánh giả của đại lục huyền giả, hắn, một mình hắn thiếu chút nữa tiêu diệt toàn bộ đại lục huyền giả. Cuối cùng, hắn bị Đế quốc Đỉnh Hán ta tổ tiên phong ấn ở đây. Chỉ có máu của Hoàng Thất Đế quốc Đỉnh Hán ta mới có thể mở được phong ấn này. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ hoàng cung đại điện chấn động mãnh liệt, mặt đất giống như cuộn sóng không ngưng lên xuống. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải kéo tay An Nam Tĩnh, chấp hiện lao về phía sau, rời khỏi đại điện kia. Thần sắc của hai người cực kỳ nghiêm trọng. Phía xa, huyền khí trong cơ thể của người áo bào màu xám điên cuồng phun ra, khẽ nói. Rốt cuộc vẫn phải ra rồi. Ai vậy? Ân Huyên Nhi hỏi. Một kẻ đến cùng một thế giới với huyền giả nghịch trùng, nhưng không phải tà cường giả huyền giả nghịch trùng, người canh giữ mộ gặp nguy hiểm rồi. Người áo bào màu xám trầm giọng nói. Ân Huyên Nhi thầm dùng mình, bởi vì từ trong giọng nói của người áo bào màu xám nàng cảm nhận được sự nghiêm trọng, còn có một chút kiêng kỵ. Ha ha! Trong đại điện truyền đến tiếng cười to đầy điên cuồng của Hán Hoàng, nói. Dương Diệp, ngươi không phải muốn tiêu diệt Hoàng Thất Đế quốc Đỉnh Hán ta sao? Không cần ngươi tiêu diệt, bây giờ thành viên của Hoàng Thất Đế quốc Đỉnh Hán ta đã đều tự sát. Ha ha, đại lục huyền giả này, sau này cũng không có Đế quốc Đỉnh Hán nữa, cũng không có huyết mạch La Gia ta nữa. Nhưng không sao, bởi vì ngươi cùng Nam Vực, còn có toàn bộ đại lục huyền giả sẽ chôn cùng chúng ta, ha ha. Theo tiếng cười của Hán Hoàng vừa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên ở trong đại điện. Tiếp theo, toàn bộ hoàng cung ầm ầm sụp xuống. Trong phút chốc, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện. Ở xung quanh Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động, không chỉ hoàng cung của Đế quốc Đỉnh Hán, toàn bộ đế đô cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Vô số người kinh hãi nhìn về phía hoàng cung của Đế quốc Đỉnh Hán. Rắc rắc, cách Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh 10 trượng, trên mặt đất đột nhiên tách ra, vết nứt càng lúc càng lớn. Cuối cùng rộng tới mấy trăm trượng. Mạc lão lắc đầu, nói.
khí tức của hắn không thuộc về bán thánh, lại không thuộc về cảnh giới thánh giả. Nói cách khác, hắn nhất định đã từng là cường giả cảnh giới thánh giả, mà bây giờ, toàn bộ đại lục huyền giả đều đã không có tử khí bản nguyên, hơn nữa hắn lại bị trấn áp lâu như thế, không có khả năng vẫn là cảnh giới thánh giả được. Không phải là thánh giả, cũng có thể giết ngươi. Một giọng nói từ dưới nền đất truyền đến. Không chỉ ngươi, tất cả thế giới này đều phải chết. Mạc lão nói, ngươi không giết được ta, nhiều lắm thì cả hai cùng tổn hại mà thôi. Chắc là tổ tiên La gia cùng cường giả thiên ngoại thiên trấn áp ngươi, ngươi cùng ta lưỡng bại câu thương ở đây thì cũng không đáng. Đương nhiên, nếu như ngươi cứ muốn như vậy, chúng ta có thể thử xem. Vậy thử xem. Theo giọng nói của phía dưới vừa dứt, một người trung niên chậm rãi bay ra khỏi vết nứt kia. Mái tóc dài của hắn để xõa xuống vai, gương mặt chữ điền, lông mày rậm, mặc quần áo xám, trường bào màu trắng. Ở trên trường bào lại có một vòng trang sức do phù văn tạo thành. Cái vòng này quấn quanh người hắn, cả chỗ cổ cũng bị phù văn cuốn lấy. Người trung niên cùng Mạc lão nhìn nhau, trong phút chốc, hai người lấy tốc độ mà Dương Diệp cùng An Nam Tính cũng không có cách nào nhìn thấy rõ, lập tức biến mất, nhưng rất nhanh, hai người lại trở về tại chỗ. Mà ở trước mặt hai người lại xuất hiện thêm một hố đen tối tăm dài tới trăm trượng, đó là khe nứt không gian do lực lượng cường đại công kích ra. Mạc lão ngươi! Dương Diệp đột nhiên kinh hãi nhìn về phía Mạc lão, bởi vì lúc này đã không thấy cánh tay phải của hắn đâu nữa. Phía xa, Ân Huyên Nhi nhìn về phía người áo bào màu xám, nói. Quốc sư, ngươi không ra tay trợ giúp sao? Người áo bào màu xám nắm chặt hai tay, không nói gì. Người trung niên đột nhiên nói. Ngươi ở thời kỳ đỉnh phong, có lẽ có thể chống lại ta ở trạng thái bây giờ. Nhưng đáng tiếc, vết thương trong cơ thể ngươi còn chưa chữa trị xong, ngươi bây giờ không phải đối thủ của ta bây giờ. Vậy thì không chắc. Tâm tư Mạc lão thoáng động, tấm bia đá màu đen xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ta đã từng nói, ngươi bây giờ không giết chết ta được. Nhìn bia đá trước mặt Mạc lão một lát, người trung niên khẽ gật đầu, nói. Đạo khí không tệ, khó trách ngươi có lòng tin như vậy. Nói xong, hai mắt của người trung niên chậm rãi nhắm lại, rất nhiều lực tinh thần hóa thành thực chất giống như che trời lấp đất tản ra, hắn nói. Đã nhiều năm như vậy, ta không biết người ta muốn tìm còn sống hay không. Nếu như còn sống, vậy các ngươi hãy cảm ơn trời đất đi. Nếu như không tồn tại, tất cả mọi người trong thế giới này đều sẽ phải chôn cùng. Rất nhanh, người trung niên mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia bị ai, tiếp theo, hắn dữ tợn, nói. Không ở đây, không có khí tức của hắn. Nếu như vậy, tất cả mọi người ở thế giới này đi tìm chết đi. Lúc này, Dương Diệp đi tới bên cạnh Mạc lão, huyền khí tràn vào trong tuấn giới thạch, nó tản ra một lực lượng đặc biệt bao trùm về phía người trung niên kia. Nhìn thấy chân giới thạch này, trong mắt người trung niên lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp, người trung niên sửng sốt. Ngươi, lại là họ Dương à? Dương Diệp có phần sững sờ, sau đó nói. Làm sao người biết? Người trung niên không nói gì, chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, dần dần trong mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn, kích động. Nhưng rất nhanh, hưng phấn cùng kích động trong mắt hắn chuyển thành nghi ngờ, nói. Sao có thể như vậy được? Thiếu chủ sao có thể như vậy được? Mạc lão cùng Dương Diệp còn có An Nam Tĩnh đều nhíu mày, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Phía xa, người áo bào màu xám cùng Ân Huyên Nhi cũng vậy, hoàn toàn không hiểu được. Một lát sau, người trung niên đột nhiên nhìn Dương Diệp, nói. Cho ta một giọt máu tươi của ngươi. Dương Diệp trầm ngâm một lát nhưng không có từ chối, bấm tay bắn ra một giọt giọt máu đến trước mặt người trung niên. Nhìn giọt máu này một lát, người trung niên hít sâu một hơi, nói. Không sai, ngươi đúng là huyết mạch Dương gia, mặc dù có thêm mấy loại huyết mạch khác. Nhưng huyết mạch của Dương Diệp gia vẫn tồn tại. Nói đến đây, người trung niên nhìn Dương Diệp, ánh mắt trở nên ôn hòa, nói. Cha mẹ ngươi còn sống không? Dương Diệp nắm thật chặt vỏ kiếm cổ trong tay, nói. Mẫu thân ta chết, về phần phụ thân, ta chưa từng gặp qua bao giờ. Ngươi rốt cuộc là ai? Người trung niên nói. Ta họ Lục, tên một chữ Ngôn, ta người hầu của là phụ thân ngươi, mà bây giờ... Ta là người hầu của ngươi. Người hầu. Nghe được hai chữ này, Mạc lão nheo mắt, cho dù lấy định lực của hắn cũng không nhịn được thấy chấn động.
mà người áo bào màu xám cùng Ân Huyên Nhi phía xa lại biến sắc. Đặc biệt là người áo bào màu xám, lúc này trong lòng hắn đã chấn động hết mức rồi. Người hầu, một cường giả đã từng là cảnh giới thánh giả, thậm chí là trên cảnh giới thánh giả, không ngờ là người hầu của phụ thân Dương Diệp này. Phụ thân của Dương Diệp là ai? Trong lòng Dương Diệp cũng vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới cường giả trước mắt này tự nhiên lại quen biết với người phụ thân mà hắn chưa từng gặp mặt, càng không ngờ tới cường giả này lại còn là người hầu của phụ thân hắn. Có lẽ trong lòng ngươi có rất nhiều nghi ngờ. Người trung niên nói. Tuy nhiên, ta không sẽ nói cho người biết quá nhiều, bởi vì làm vậy không có lợi ích gì cho ngươi. Người chỉ cần biết rằng, ta với phụ thân người là người bị lưu vong. Về phần tại sao bị lưu vong, ta cũng không thể nói cho ngươi biết được. Nói cho ta biết những gì ngươi có thể nói. Dương Diệp nói. Người trung niên khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn người áo bào màu xám cùng Ân Huyên Nhi phía xa. Hai người giống như gặp phải kẻ địch lớn vậy. Người trung niên nói. Hai người này là bằng hữu của ngươi sao? Dương Diệp liếc nhìn người áo bào màu xám cùng Ân Huyên Nhi, sau đó nói. Nữ phải, nam không phải. Hiểu rõ rồi. Người trung niên đang muốn ra tay, người áo bào màu xám đột nhiên nói. Dương Diệp, Bắc Vực ta bằng lòng đầu hàng Nam Vực, đầu hàng vô điều kiện. Giết! Dương Diệp không hề động đậy. Người trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó tay phải chộp vào trong không trung. Một bàn tay xé rách không gian, lập tức xuất hiện ở trên đỉnh đầu của người áo bào màu xám. Trương bàn tay lớn ẩn chứa lực lượng khủng khiếp, làm cho vị trí không gian của người áo bào màu xám trực tiếp vặn vẹo, nhưng Ân Huyên Nhi ở bên cạnh người áo bào màu xám lại không hề bị ảnh hưởng. Toái thiên! Người áo bào màu xám phẫn nộ hét lên một tiếng, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó chợt đánh về phía bàn tay lớn kia. Một quyền lớn với kích thước chừng mười mấy trượng nhanh chóng hiện ra, va chạm mạnh vào quyền lớn lúc trước. Hai bên vừa mới tiếp xúc lại nổ tung, mà người áo bào màu xám thì phun ra một ngụm máu tươi. Người trung niên kinh ngạc lạ thường kêu lên một tiếng, nói. Lực lượng không thuộc về thế giới võ đạo này, xem ra ngươi cũng là người ngoài thế giới này. Nói xong, hắn lại muốn ra tay, mà lúc này... Người áo bào màu xám lại đột nhiên chậm rãi bỏ mũ có vải che màu xám đi, sau đó một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trong mắt của Dương Diệp. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, còn có Mạc Lão thoáng biến sắc. Trong mắt ba người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt Ân Huyên Nhi còn kinh ngạc hơn ba người Dương Diệp. Bởi vì nàng không nghĩ tới, quốc sư thương triều trước kia tự nhiên nắm giữ ba thân phận. Lục Nguyên Hạo, người áo bào màu xám chính là thành chủ cổ vực thành Lục Nguyên Hạo. Là ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn không nghĩ tới quốc sư này lại là thành chủ cổ vực thành Lục Nguyên Hạo, cũng chính là phụ thân của Lục Kiếm Giao. Lục Nguyên Hạo cười gượng, hắn không muốn để lộ thân phận của mình, nhưng bây giờ hắn không để lộ sẽ phải chết. Nếu như người trung niên này cùng người canh giữ mộ liên thủ, hắn tuyệt đối không có khả năng chạy trốn, cho nên hắn chỉ có thể để lộ thân phận của mình. Lục Nguyên Hạo nhìn người trung niên cùng Mạc Lão. Sau đó lại nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp, ta đã từng nói chúng ta không phải là kẻ địch. Sở dĩ lúc trước ta ngăn cản ngươi, chủ yếu bởi vì sợ đế quốc đỉnh Hán sẽ thả người bên cạnh ngươi ra. Ngươi cũng thấy được thực lực của hắn đấy, hắn đi ra, thế giới này không có người nào có thể ngăn cản được. Dương Diệp im lặng. Lục Nguyên Hạo lại nói. Sư phụ của ngươi cũng biết về thân phận của ta, kẻ địch của ta là thánh địa, mà không phải là ngươi. Có thể nói chúng ta có chung kẻ địch. Sở dĩ hắn giải thích như vậy, là bởi vì hắn biết, ngày hôm nay hắn có thể sống sót hay không cũng chỉ tùy thuộc vào suy nghĩ của Dương Diệp. Nghe vậy, Lục Nguyên Hạo nheo mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thế giới nhỏ. Dương Diệp nhíu mày, không hiểu. Tương đương với 10 đại lục huyền giả. Vẻ mặt Lục Nguyên Hạo nghiêm trọng nói. 10 đại lục huyền giả. Trong lòng ba người Dương Diệp cùng Mạc Lão còn có An Nam Tĩnh chấn động, nắm giữ 3.000 thế giới nhỏ, một thế giới nhỏ tương đương với 10 đại lục huyền giả. Đây rốt cuộc là một thế lực thế nào? Lục Ngôn liếc nhìn Lục Nguyên Hạo, sau đó nói. Biết huyền giả nghịch chủng sao? Bọn họ lại đến từ cổ gia một trong 8 thế gia lớn ở thế giới của ta. Nói đến đây, Lục Ngôn quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi làm cho ta rất bất ngờ. Bởi vì ở thế giới có linh khí loãng như vậy, người còn trẻ lại có thể trưởng thành đến trình độ này, thực sự khó có được.
Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Dương Diệp nói. Ta chưa từng nghĩ tới phải tham dự vào trong tranh đấu giữa các ngươi. Quá trẻ tuổi. Lục Ngôn lắc đầu, nói. Thế gian này cũng không phải ngươi không đi gây chuyện, lại không ai tới trêu chọc ngươi. Đừng nói thế giới của ta với phụ thân người, chỉ lấy thế giới này, thực lực của ngươi cũng đã quá yếu. Huyền khí của thế giới này đã khô cạn đến ranh giới của sự hủy diệt, không phá tan thế giới này thì chỉ có một con đường chết. Mà những người phía trên chúng ta, hắn sẽ không để cho chúng ta xông ra. Lấy thực lực của ngươi cũng không thể sao. Dương Diệp trầm giọng nói. Một mình ta thì không được làm được. Lục Ngôn nói. Nếu ta hoàn toàn khôi phục thực lực, có lẽ có thể thử một chút, đáng tiếc, không có tử khí bản nguyên, ta vĩnh viễn cũng không có cách nào khôi phục được thực lực. Tử khí bản nguyên sao? Hai mắt Dương Diệp khép hờ. Hắn có tử khí bản nguyên, nhưng rất ít. Hơn nữa, trước khi bản thân hắn không có thực lực tự bảo vệ mình, hắn sẽ không nói ra chuyện Hồng Mông Tháp cho bất kỳ kẻ nào, ngoại trừ mấy người mình tin tưởng. Hồng Mông Tháp quá quan trọng, quá quý hiếm. Một khi xuất hiện, không chỉ có thánh địa cùng huyền giả nghịch chủng sẽ bất chấp tất cả mọi giá tới tìm hắn, chỉ sợ cho dù là những người trong nam vực này cũng sẽ có người có ý đồ với nó. Khi đó, cho dù hắn có 100 cái mạng cũng không đủ để chết. Theo như tiền bối nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết sao? An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Lục Ngôn khẽ cười, nói. Làm sao có thể như vậy được? Người bị ép nóng lên thì chuyện gì cũng làm được. Trong những huyền giả nghịch chủng cũng có người cường đại không gì sánh được. Tuy rằng bây giờ bọn họ không phải là cảnh giới thánh giả, nhưng bọn họ đã từng là người mạnh hơn cảnh giới thánh giả. Nếu như bọn họ thật sự bất chấp tất cả mọi giá, muốn ấy thực lực bán thánh giết thánh giả, cũng không phải là không có khả năng. Huyền giả nghịch chủng cũng có thể sẽ là kẻ địch của chúng ta. An Nam Tĩnh nói, cuối cùng kẻ địch của mọi người đều là thiên đạo, còn có những người trên thiên đạo nữa. Lục Ngôn nói, đương nhiên, bởi vì nhân loại có thói hư tật xấu, không có đến thời khắc nguy cấp, đứng trước sống chết tồn vong, mọi người chắc chắn sẽ không đoàn kết nhất trí, cho nên tàn sát lẫn nhau là chuyện không thể tránh được. Lúc này, Lục Nguyên Hạo đột nhiên nói, các hạ nói rất đúng, khi không đứng trước thời khắc sống chết tồn vong, con người chắc chắn sẽ không thật sự đoàn kết. Lục Ngôn nói, nơi nào có người, nơi đó lại có lợi ích. Nơi nào có lợi ích thì lại có tranh đấu. Trăm triệu vạn thế giới đều như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi là người của Dương gia, mặc dù chỉ là nhi tử của một quân cờ, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là người của Dương gia. Có một số việc, ngươi trốn không thoát đâu. Dương Diệp lắc đầu, nói. Những chuyện kia quá xa xôi, chúng ta vẫn nên nói tới chuyện bây giờ thì hơn. Bây giờ các hạ đã khôi phục thân thể tự do. Sau đó dự định thế nào? Tất nhiên là đi theo ngươi. Lục Ngôn nói. Ngươi là hy vọng duy nhất để ta có thể quay về Dương gia. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Có trở về Dương gia hay không thì ta không biết, nhưng hiện tại các hạ ở bên cạnh ta, không thể nghi ngờ đó là một trợ lực lớn đối với ta. Ân tình này, ta sẽ nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ trả. Lục Ngôn mỉm cười, hắn không cảm thấy Dương Diệp có thể giúp hắn được chuyện gì. Tuy nhiên hắn cũng không nói lời từ chối. Hắn bấm tay bắn ra, một quyển cuốn sách ngọc bay về phía Dương Diệp, nói. Dựa theo cách nói của thế giới này, đây coi như là thuật thần thông của kiếm tu, tên là tốc độ kiếm ánh sáng. Nó tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất có thể làm cho tốc độ kiếm của ngươi nâng cao gấp 5 lần, tầng thứ 2 có thể nâng cao gấp 10 lần, tầng thứ 3 có thể nâng cao gấp 30 lần. Nếu như bây giờ ngươi tu luyện tới tầng thứ 3, cho dù là ta cũng không thoát được công kích của ngươi. Lên thánh địa, 1. Hoàng thất đế quốc đỉnh Hán bị diệt, toàn bộ thế lực đế quốc đỉnh Hán lập tức sụp đổ, hơn nữa Bắc vực cũng đầu hàng Nam vực, lúc này trên đại lục huyền giả, thế giới con người đã thật sự thống nhất. Ngày thứ 2 sau khi đế quốc đỉnh Hán bị diệt, hải tộc cùng ma tộc lập tức phái người đi tới Nam vực đầu hàng. Ở đại lục huyền giả, Dương Diệp lại thêm Lục Nguyên Hạo cùng Lục Ngôn. Lại nắm giữ 4 vị bán thánh. 4 vị bán thánh, đủ để dễ dàng tiêu diệt ma tộc cùng hải tộc. Bởi vậy, hai tộc lập tức phái người đến đây đầu hàng. Bởi vì nếu như không hàng, lấy tính cách của Dương Diệp thì sợ rằng hai tộc sẽ hoàn toàn biến mất trên đại lục huyền giả. Hải tộc cùng ma tộc đầu hàng, đến lúc này, toàn bộ đại lục huyền giả đã thống nhất.
Sau khi từ Trung vực trở lại Nam vực, Dương Diệp lại bế quan, sau đó mỗi ngày điên cuồng tu luyện tốc độ kiếm ánh sáng mà Lục Ngôn cho hắn. Trong các đối thủ cùng cấp với hắn, tốc độ đao của yêu dạ là kinh khủng nhất trong những người hắn nhìn thấy, ngay cả hắn cũng không có cách nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn nhận lấy. Nhưng không hề nghi ngờ, nếu như hắn tu luyện thần thông kiếm thuật tốc độ kiếm ánh sáng tới tầng thứ nhất, tốc độ kiếm của hắn lại vượt xa yêu dạ trước đây. Ngoại trừ tu luyện tốc độ kiếm ánh sáng này ra, mỗi ngày hắn vẫn bớt ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu đan dược. Sau khi trải qua một thời gian chịu khó nghiên cứu cùng chế luyện, hắn cuối cùng đã chế luyện thành công ra một viên đan dược gọi là liệu thương đan. Liệt thương đan thuộc về phàm đan, hiệu quả cũng không quá thần kỳ, chỉ có thể dùng để trị liệu một ít vết thương giống như phù chữa thương vậy. Ngay từ lúc đầu, Dương Diệp cho là như vậy. Nhưng khi tìm một người thí xê nghiệm hiệu quả của liệt thương đan này, Dương Diệp kinh ngạc. Không chỉ có Dương Diệp kinh ngạc, cho dù là Mạc Lão cùng Lục Ngôn cũng kinh ngạc. Sở dĩ Mạc Lão kinh ngạc là bởi vì hiệu quả của liệt thương đan. Bởi vì nó lại có thể có tác dụng với hắn, cho dù hiệu quả rất nhỏ, nhưng quả thật có tác dụng. Dương Diệp cũng kinh ngạc vì lý do này. Theo đạo lý mà nói, liệt thương đan chẳng qua là phàm đan, không có khả năng có tác dụng với bán thánh, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại có hiệu quả. Chẳng bao lâu, Dương Diệp đã hiểu rõ. Liệt thương đan có phẩm cấp là phàm đan, không có khả năng có hiệu quả đối với Mạc Lão. Vậy điều duy nhất có thể giải thích được, thứ có hiệu quả đối với Mạc Lão không phải là đan dược, mà là hồng mông tử khí bên trong đan dược. Vào lúc chế luyện đan dược, hắn đã dùng là hồng mông tử khí bên trong hồng mông tháp, bởi vậy, trong đan dược có khí hồng mông. Đối với bán thánh, khí hồng mông chính là thuốc chữa thương tốt nhất trên thế giới. Chỉ có điều bởi vì bên trong đan dược ít hồng mông tử khí, bởi vậy tác dụng với Mạc Lão cũng không quá lớn. Lục Ngôn kinh ngạc là bởi vì Dương Diệp lại có thể biết luyện đan. Trong gian phòng, Lục Ngôn nhìn đan dược trong tay một lát, sau đó hít sâu một hơi, nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi biết luyện đan à? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Biết một chút. Trương mắt Lục Ngôn lộ ra vẻ hưng phấn, nói. Có kẻ ngươi không biết tầm quan trọng cùng sự tôn quý của luyện đan sư, nói như thế này đi, ở thế giới kia của chúng ta, thân phận và địa vị của luyện đan sư vượt xa tu đạo giả. Bây giờ, cho dù ngươi không có bất kỳ tu vi nào, cũng có thể trở lại Dương gia, đồng thời còn có thể được toàn bộ Dương gia coi trọng. Dương Diệp cau mày nói. Đại lục huyền giả này còn cả thánh địa cũng có luyện đan sư. Trong mắt Lục Ngôn lóe lên một tia xem thường, nói. Vậy cũng gọi là luyện đan sư sao? Như vậy nhiều lắm chỉ được tính là dược sư thôi. Luyện đan sư chân chính phải nắm giữ huyền khí ngũ hành nhất định. Ta nhìn viên đan dược kia của ngươi, cho dù huyền khí đã dung nhập trong đan dược, nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là huyền khí ngũ hành. Bởi vì chỉ có sử dụng huyền khí ngũ hành chế luyện ra đan dược mới có hiệu quả như thế, thậm chí ngươi làm cho ta cũng có chút khát vọng. Thật ra, lấy thực lực của Lục Ngôn, nếu như cẩn thận phân tích viên đan dược này thì sẽ phát hiện ra, trong đan dược này căn bản không phải chứa huyền khí ngũ hành, mà là hồng mông tử khí. Nhưng hắn không có làm vậy, bởi vì, hắn căn bản chưa từng nghĩ tới phương diện hồng mông tử khí. Khắp thế giới đại lục huyền giả cũng không có hồng mông tử khí, trên người của Dương Diệp có thể sẽ có được sao? Nghe được Lục Ngôn nói vậy, Dương Diệp cũng nheo mắt lại, cũng may Lục Ngôn cho rằng hắn có huyền khí ngũ hành, nếu để cho Lục Ngôn biết hắn có hồng mông tử khí, vậy có lẽ chuyện kia sẽ bị lộ mất. Xem ra sau này mình ít để lộ ra những viên đan dược này thì tốt. Hơn, trong lòng Dương Diệp âm thầm quyết định, sau đó hắn cố gắng không để lộ ra đan dược này. Bây giờ, thực lực của hắn còn yếu, nhưng trên người lại có thứ mà tất cả cường giả ở thế giới này đều mong muốn nhận được, một khi để lộ ra, vậy hắn cũng không dám tưởng tượng tới hậu quả đó nữa. Ngươi nhất định phải quay về Dương gia. Lúc này, Lục Ngôn đột nhiên nói. Đi đoạt lại thứ vốn thuộc về ngươi. Dương Diệp nói. Đồ của ta sao? Gia chủ Dương gia có 6 con trai 3 con gái. Phụ thân ngươi là người con trai nhỏ nhất. Dương gia nắm giữ 7.000 thế giới nhỏ, trong tay phụ thân ngươi có 1.300 thế giới, nhưng trước đây phụ thân ngươi bị thế tử của Dương gia cùng 2 người khác liên thủ hãm hại. Phụ thân ngươi không chỉ bị thu hồi lại tất cả, còn thiếu chút bị đánh thành tàn phế, cũng may có cô ngươi âm thầm trợ giúp, bởi vậy mới tránh thoát được kiếp nạn, nhưng vẫn bị đuổi ra khỏi Dương gia, sau đó đánh vào trong dòng chảy loạn.
có trở về hay không thì chờ sau này hãy nói, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là sống thế nào. Dương Diệp nói, hắn không quan tâm tới Dương gia gì đó, nhưng hắn nhất định phải đến nơi đó, bởi vì Tiểu Thất rất có thể đến từ cùng một thế giới với Lục Ngôn. Lục Ngôn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Cũng phải, chuyện này trò sau này lại nói. Đúng rồi, người tu luyện tốc độ kiếm ánh sáng này thế nào rồi? Dương Diệp nói. Có chút tâm đắc, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều chỗ không rõ. Lục Ngôn nói. Vậy ngươi nói ra xem. Trong lòng Dương Diệp vui mừng, biết đối phương muốn chỉ điểm cho mình nên lập tức nói ra nghi ngờ trong lòng. Thời gian tiếp theo, mỗi ngày hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện tốc độ kiếm ánh sáng cùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, dưới sự chỉ điểm của Lục Ngôn, có thể nói là hai cái này đều đột nhiên tăng mạnh. Một tháng sau, hắn đã tu luyện tốc độ kiếm ánh sáng đến tầng thứ nhất. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật hắn cũng có thể trồng chất đến 7 tân. Trồng 7 gần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tại thêm một đòn chí mạng tầng 3, ở cộng thêm tốc độ kiếm ánh sáng tầng thứ nhất, ở dưới tình huống bất ngờ, Dương Diệp có lòng tin có thể trực tiếp giết chết cảnh giới hoàng giả cửu phẩm. Cũng có lòng tin đối mặt với Minh Nữ, người đứng đầu thánh bảng của thánh địa. Đáng tiếc là cảnh giới của bản thân hắn tại vẫn còn là cảnh giới tôn giả. Theo Lục Môn nói, bây giờ hắn đã đạt đến trước một cái bục, muốn bước qua cái bục này, không phải chỉ cần không ngừng điên cuồng tu luyện, mà cần phải có một cơ hội cùng tĩnh ngộ. Chỉ có cơ hội này, hoặc hiểu ra, tất nhiên tại thành hoàng. Bởi vì bây giờ hắn đã đạt đến giới hạn cuối cùng mà cảnh giới tôn giả đạt được. Dương Diệp không tiếp tục khổ sở tu luyện nữa, bởi vì một tháng giao hẹn giữa hắn cùng với Tần Bất Phàm đã đến. Lên thánh địa. Không quá mạnh, chỉ một bán thánh mà thôi. Một, thật sự không dẫn theo bất kỳ kẻ nào đi cùng sao. Bên ngoài cửa cổ vực thành, Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp hỏi. Ở bên cạnh của nàng là mấy nàng Hiểu Vũ Tịch cùng An Nam Tĩnh. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lướt qua các nàng, nói. Lần này ta đi thánh địa cũng không phải là để du ngoạn, ta cũng không phải đi giết người. Bởi vậy, người càng ít càng tốt. Hơn nữa, các nàng ở lại Nam Vực, có đám người Lục Tiền Bối cùng Mạc Lão ở đó, ta mới yên tâm. Sốt cuộc người tính đi thánh địa làm gì? Ninh Thược Dược trầm giọng hỏi. Dương Diệp nói, ta đi lấy đồ thôi, cho nên các nàng không cần lo lắng. Chúng ta có thể không lo lắng được sao? Tần Tịch Nguyệt đột nhiên nói. Tính cách con người ngươi quá mức cực đoan, có chút không hợp thì lập tức ra tay. Ngươi đi thánh địa, còn không làm cho thánh địa gà bay chó sủa được sao? Ninh Thược Dược cũng nói. Ngươi cần phải sửa đổi tính cách một chút, nên tùy theo tình hình mà xử lý, bản thân cũng không thiệt hại gì. Đặc biệt là ở thánh địa, nơi đó có rất nhiều cường giả, ngươi không thể làm việc theo ý mình được, hiểu chưa? Cho dù là vì chúng ta, trước khi làm chuyện gì cũng phải suy muốn tới chúng ta, suy nghĩ tới niệm tuyết của ngươi. Tô Thanh Thi cũng nói. Mặc dù mấy nàng không nói, nhưng ánh mắt kia đã nói cho Dương Diệp, các nàng cũng có ý này. Dương Diệp cười gượng, nói. Các ngươi nói như ta là kẻ rất thích gây ra họa vậy. Trời biết, ta luôn là người làm việc khiêm tốn, giấu mình. Chỉ cần người khác không đến trêu chọc ta, ta sẽ không đi chủ động trêu chọc người khác. Dương Diệp nói tới đây lại nhận lấy mấy nàng trừng mắt, hắn vội vàng bảo đảm sẽ không chủ động gây ra họa. Ninh Thược Dược xoay cổ tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trên tay, nói. Ở trong này có 100 thanh huyền kiếm đạo cấp, là do chúng ta vơ vét trong kho của đế quốc đỉnh hắn có được. Cho dù không thể chủ động gây ra họa ở thánh địa, nhưng cũng đừng bị người ta bắt nạt. Nếu không, chúng ta ở đây sẽ có nhiều người đau lòng muốn chết đấy. Dược Nhi. Lẽ nào ngươi không thương tâm sao? Tần Tịch Nguyệt nói xong, liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Dù sao người này đã có 3 vợ 4 nàng hầu, có thêm một mình nàng cũng không nhiều. Ta thấy, bây giờ hắn còn chưa đi thánh địa, các ngươi quyết định chuyện này đi. Ninh Thược Dược thản nhiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Các ngươi tại dung túng hắn, sau này sẽ có lúc các ngươi phải hối hận. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, hung hăng trừng mắt với Tần Tịch Nguyệt. Hắn tiếp nhận nhận chứa vật, sau đó trở tại trước mặt Tần Tịch Nguyệt, ôm nàng vào lòng và hôn yên trán nàng, nói. Ta đi rồi, chuyện ở Đại Lục Huyền Giả, nàng cố gắng nghe lời Thược Dược cùng Bích Như, đừng chống đối lại các nàng ấy, hiểu chưa? Trong mắt ngươi, ta lại kém coi như vậy sao? Tần Tịch Nguyệt trừng mắt với Dương Diệp.
Ánh mắt Dương Diệp đảo qua Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, An Bích Như, An Nam Tính, nói. Không cần lo lắng cho ta, ta có trấn giới thạch, cho dù đánh không lại cường giả bán thánh, nhưng muốn chạy trốn vẫn có thể làm được. Ta không phải là kẻ ngu xuẩn, loại chuyện biết rõ đánh không nổi vẫn đánh đó, ta không biết làm. Chúng ta chờ người trở về. Tô Thanh Thị nói. An Bích Như hơi do dự, sau đó nói. Mọi chuyện đều phải cẩn thận, cần tránh không nên hành động theo cảm tình. Hiểu Vũ Tịch nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Nếu ngươi không trở lại, ta sẽ đi thánh địa tìm ngươi, nếu ngươi chết ở thánh địa, ta lại đi cùng ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh im lặng chớp mắt, sau đó nói. Nếu như ngươi không về, ta sẽ báo thù cho ngươi. Dương Diệp có chút sở khóc sở cười, đi tới trước mặt An Nam Tĩnh, sau đó trực tiếp kéo nàng vào trong lòng. Thân thể An Nam Tĩnh cứng đờ, cả người giống như hóa đá. Tay phải Dương Diệp chậm rãi vuốt mái tóc đuôi ngựa sau đầu của An Nam Tĩnh, nói. Sau khi ta trở về, nhất định đã là hoàng giả. Ta hy vọng đến khi đó, nàng cũng là hoàng giả. Nói xong, Dương Diệp thả An Nam Tĩnh ra, xoay người hóa thành một đường màu đen biến mất ở trong tầm mắt của các nàng. Qua một lúc lâu, các nàng mới xoay người rời đi. Trên bầu trời, hai chân Dương Diệp đạp trên một thanh huyền kiếm, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Nam Hải. Ở trên bả vai của hắn là Tử Điêu, ở trước mặt hắn là Lôi Lâm đang dùng hai tay ôm một viên linh quả. Hắn vốn không muốn dẫn theo Lôi Lâm cùng Tử Điêu, nhưng không có cách nào, hai tiểu tử kia nhất quyết đòi đi theo hắn. Đặc biệt Tử Điêu, nàng muốn đi theo, hắn căn bản không có cách nào từ chối. Bởi vì hắn vừa muốn mở miệng từ chối, trong mắt Tử Điêu lại ngấn nước. Dương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn theo nàng. Về phần Lôi Lâm, Dương Diệp phát hiện ra, trừ hắn ra, Lôi Lâm căn bản không thân thiết với bất kỳ kẻ nào, phải nói rằng, nàng có ý thù địch mãnh liệt với người khác. Không có cách nào, hắn chỉ có thể dẫn nàng theo. Bởi vì trừ hắn cùng Tử Điêu, Lôi Lâm căn bản không nghe bất kỳ kẻ nào, chỉ cần có người tiếp cận nàng, nàng sẽ phóng điện loạn. Dương Diệp khẽ xoa cái đầu nhỏ của Lôi Lâm, đột nhiên hai mắt hắn híp lại, nói. Nếu đã tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh chứ? Dương Diệp vừa dứt lời, một đường ánh sáng cầu vồng xuất hiện cách bên phải Dương Diệp vài chục trượng, bay song song cùng Dương Diệp. Ngươi quả thật muốn đi thánh địa sao? Trong ánh sáng cầu vồng truyền đến giọng nói của Tần Bất Phàm. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp hỏi ngược lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.